bắt đầu làm cái gì? Vậy kinh doanh mình kinh doanh cái gì? Rồi là chuẩn bị xong rồi bắt đầu là từ cái gì? Đấy là cái mà ra quyết định. Nghĩ rất nhiều phương án đúng không? Thân thầy cũng vậy thôi, nhưng mà nghĩ kinh doanh thì nhiều cái phương án lắm, nhiều cái ý tưởng lắm. Thế nhưng mà ra quyết định để lựa chọn cho mình một cái quyết định thì là đấy là cái cả một vấn đề rất là suy nghĩ đúng không? Thì ở đây có cái quyết định là một quá trình chọn lựa hành động có lợi nhất, hành động có lợi nhất. Nhưng mà đây lợi nhất ở đây mình có thể hiểu là lợi nhất trong các cái phương án. Đầu tiên nó có mấy cái bước, tức là cái mấy cái loại quyết định, tức là cái lựa chọn cái ban đầu ấy, là cái khó nhất. Thế mình định hình được cái nguồn lực của mình rồi, cái mục tiêu của mình rồi, phải ra quyết định. Ví dụ như là mình ra quyết định là kinh doanh thuốc, hay kinh doanh thực phẩm chức năng, hay kinh doanh vật tư y tế, hay kinh doanh những cái khác vân vân. Thì đấy nói gọn cho cái nội dung của mình tính. Đối với nhà quản trị thì người ta lựa chọn rất nhiều phương án đấy, rất nhiều cái loại hình khác nhau. Người đã là quản trị, nhưng là nhà quản trị thì người ta cũng không không hoàn toàn nhất thiết thì là mình học dược rồi là mình cứ phải kinh doanh thuốc đấy, đúng không? Các bạn hình dung thực tế đúng là như vậy. Thì cái quyết định ban đầu là quyết định khó nhất, thành bại hay không thì mình đầu tư ra ra quyết định đầu tư để kinh doanh là cái khó nhất. Thành công hay không nó nằm ở cái chỗ đánh giá cái dữ liệu của mình từ cái lúc học bây giờ cho đến khi đầu tư nghiên cứu thị trường các cái điều kiện của bản thân mình để quyết định. Thì đây là đến vấn đề mình nói là đến tất cả những cái chuẩn bị đầu tiên. Ở trên thì đó là phần phần là phần là mình học mình chuẩn bị thế, còn và xây dựng cái kế hoạch, cái phương án. Thế nhưng mà cái quyết định thì là thực thi đấy. Và các bạn thấy rằng là cái mà các bạn đã làm rồi, không nói bên đây mình nói đến chuyện đó, mình đi làm thuê, mình đi làm cái có sẵn rồi, nó khác cái mới. Đây là cái quá trình thực thi, và thực thi là một trong những cái chìa khóa để thành hay bại. Cái này cân nhắc các bạn, khi các bạn làm các bạn hết sức cân nhắc cái chỗ này, cân nhắc cái này là đấy. Nhưng nói thế có nghĩa là không dám làm. Nghiên cứu các cái góc độ mà quản trị mình thấy là cái nào có lợi nhất thì mình làm. Lợi ở đây cũng nghĩa là lợi lợi lâu dài, lợi trước mắt. Có thể đầu tiên là mình làm nhà kinh doanh, làm nhà quản trị kinh doanh ấy, thì mình nghĩ rằng là mình đang có điều kiện thuận lợi về cái hoạt động A này, nó không hoàn toàn là đúng chuyên 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 môn của mình, nhưng mà mình có thể có cái kinh doanh mà nó có hiệu quả thì mình vẫn cứ làm bình thường mà, đúng không? Thế và sau đó là mình phải nó nằm trong cái định hướng của mình, tức là nằm trong cái tầm nhìn của mình. Ôi, tôi muốn xây dựng một cái nhà máy sản xuất thuốc, nhưng bây giờ tôi không có tiền, đúng không? Tiền là không đủ, nhưng mà hiện tại trước mắt tôi có một cái cơ hội về mặt kinh doanh, về mặt hóa chất, hay là về mặt hàng tiêu dùng, hay là mặt xây dựng bất động sản chẳng hạn, hay là thiết bị chẳng hạn, mà mình có điều kiện là mình vẫn có thể là đưa ra cái quyết định là mình đấy. Và trong cái quyết định đó thì mình không hoàn toàn là mình có thể là mình làm chủ, nhưng có thể là mình không làm chủ, mình tham gia mình làm cái việc đó. Bình thường ấy thì định hướng dài hạn xong thì là người ta sẽ thực hiện với cái bước là làm thuê đấy. Nhất là đối với các bạn trẻ thì nếu gia đình mà không có cái điều kiện sẵn có thì mình sẽ làm thuê, đi làm thuê, học nghề, học học việc, tích lũy tiền. Tiền là một chuyện thôi, nhưng tích lũy kinh nghiệm thì nó mới là quan trọng. Đấy, sau đó thì khi đó dần dần là mình làm thuê, xong bắt đầu tự doanh.
Các bước căn bản đấy nhé, bạn ai gần như là phần lớn là như vậy hết. Tự doanh tức là tự mình mở ra mình làm, tự mình mở ra mình làm. Thường ban đầu thì nó ở mức độ rất là hạn chế thôi, nếu không có người, kể cả có người hỗ trợ thì người ta hỗ trợ thì mình làm phần trong đấy thôi, còn tự mình làm thì nó độ. Sau đó bắt đầu là đến cái phần quản lý điều hành đấy, lớn hơn cái phần là mình mức độ cao hơn, và sau đó cuối cùng là mình sẽ là nhà đầu tư. Và nhà đầu tư ý, tức là làm ông chủ ý. Mình đã nắm được rồi thì là lúc đó là mình sẽ chủ động về mặt hoạt động và mặt tài chính. Thế thì các bạn hình dung là cái đấy nó cả bốn bước đi, trong cái trường hợp của đến khi mình đã thành công xong rồi mình quay ra nó lại vẫn chưa được thì lại phải quay lại. Kinh doanh thì nó có cái chu trình, bao giờ ông là làm thuê giống như tự doanh, xong đến bắt đầu mới là trở thành nhà điều hành. Tự doanh có nghĩa là tự kinh doanh ấy. Tự kinh doanh có thể có những bạn bạn tự kinh doanh nhưng mà bạn cũng chưa hẳn là đã thành lập doanh nghiệp, có thể thành lập doanh nghiệp, có thể là chưa thành lập doanh nghiệp. Thế thành lập doanh nghiệp nhưng mà lúc đấy nó còn rất là nhỏ thôi, mình bắt tự hay ở độ rất nhỏ thôi, nó còn rất là ít người. Thế khi mà xây dựng thành hệ thống rồi đến là điều hành thành CEO leader. Đấy. Nhưng đôi khi là leader rồi xong đấy lại lại về ban đầu thì là mình lại bắt đầu từ đầu. Đấy là cái chu trình của một cái nhà quản trị như vậy. Thế ra quyết định ở đây nghĩa là ra quyết định để thực hiện thực tế. Đấy, tất cả những cái chữ mình nghiên cứu rồi xoay xoay lại nhìn nhận là kỹ rồi thì bây giờ mình thực tế đúng không? Đấy, thì nó có ba cái nhóm quyết định, là vấn đề là mình đang được biết rõ và xác định được. Rõ như là cái việc đó mình rất là thạo rồi, kể cả mặt là kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế mình thành thạo rồi. Chỉ cần nói cái là mình biết là ra quyết định thế nào. Đấy, là có lợi nhất. Nên cái quyết định hai là các cái vấn đề cần được giải quyết, các vấn đề có sẵn xong rồi cần phải được cải tiến. Nó có sẵn cũng là cái nội dung đó trong cái phạm vi mình kinh doanh, nhưng mà tuy nhiên là nó cần phải có những cái mà cải tiến hơn, có cái phải điều chỉnh. Đấy. Những cái đó thì mình phải tư duy thêm. Thứ nhất là mình phải tư duy thêm, hai là nên tham khảo những ý kiến của nhân viên, của các chuyên gia hoặc là những người tư vấn hoặc là của cụ thể ở thực tế thì nó là cái của anh em bạn bè, những người mà người ta có kinh nghiệm về cái lĩnh vực đó, đấy, của cái chi tiết đó hoặc là về cái tình huống đó. Ngành dược rất nhiều những cái tình huống như vậy. Rất nhiều tình huống, nhất là liên quan đến 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 công nghệ sản xuất, đến bào chế, nó rất nhiều kinh nghiệm vậy. Các bạn hình dung ngày xưa tôi đi làm quản lý sản xuất đấy thì là sản xuất những cái sản phẩm như là thuốc đông dược, đặc biệt là thuốc về liên quan đến dược liệu và thuốc cổ truyền. Đấy, quá cục thì khai về cái từ ngữ là nó thuộc cái phạm vi quản lý của cục quản lý y y và dược cổ truyền, mà chỉ quản lý thuốc dược liệu và cổ truyền. Những cái đấy nó có rất nhiều những tình huống lạ đấy. Khi mà mình làm mà nó khi mình triển khai nó có những tình huống lạ thì buộc mình là phải có những cái, như nãy tôi nói là có những cái tư vấn không chính thức, chính thức và không, thường là không chính thức. Chi tiết là nhỏ thì mình không thể làm một lúc mình ấy được, còn những cái mà dự án lớn hay một cái sản phẩm mới thì đương nhiên là mình phải có những cái chuyên gia, có những cái dự án rồi nên mình phải hỏi người ta, cũng là một cái sản phẩm đấy thì cũng có công thức đó, quy trình không sai một tí nào hết đấy. Thế nhưng mà 15 mẻ đấy. Và các bạn thì mỗi mà một mẻ thuốc sự tiền nó tương đương xấp xỉ gần 1 tỷ bạc, cũng không ít. 15 mẻ thuốc thì làm sản xuất đến mẻ thứ 9 thì có khi nó giống nhau bình thường, nó không không có gì khác biệt cả, nhưng vẫn như thế. Thì thứ 10, 11 thì nó lại có cái sự khác biệt đấy, sản phẩm nó ra nó không theo như ý của mình, không theo những cái tiêu chuẩn mong muốn đấy. Nhưng mà đến sẽ mẻ thứ 13, 14 thì lại được, 12 thì lại được đấy. Cái đấy nó phụ thuộc vào rất là nhiều những cái tác động. Cái phần này thì nó liên quan đến cái phần mà cái vấn đề cần được giải quyết. Thì những cái vấn đề cần được giải quyết nó không phải lúc nào mình có thể đi thuê chuyên gia được,
trên da người ta cũng chẳng mấy khi người ta đi ấy một chút nhỏ nhỏ thôi, mà nếu mà có thêm nữa thì chi phí nó sẽ rất là lớn. Bạn này dùng như vậy, nếu dành rằng nó có một cái nhóm chuyên gia trả lương cho họ thì cái việc của họ nó là cả một cái gói combo, nó sẽ đảm bảo cái chi phí cho mình, hiệu quả chi phí cho mình. Nhưng mà đây thì nó tình huống nhỏ như vậy, thì đây là những cái mà rất là nên, nên lưu ý khi các bạn làm thực tế. Nếu là bạn nào đang làm kinh doanh mà sản xuất rồi, tham gia sản xuất hoặc gia công gì đó, thì những cái góc độ này các bạn nên lưu ý, nên có những đối tác và những cái người bạn bè, hoặc là những người mà thầy, người ta đã có kinh nghiệm. Những việc đó đôi khi chỉ một câu tư vấn của người ta có thể bằng là mình đi học cả kỳ, thậm chí cả năm cũng chưa chắc đã tìm ra được nó. Đấy. Nhưng mà đây là cái một cái quyết định thứ hai, cái nội dung thứ hai thì muốn nêu cho các bạn biết là khi đang làm nhà quản trị doanh nghiệp thì nó cập nhật rất là nhiều những cái kiến thức, cũng như là cái đối tác, cũng như là cái tình huống khác nhau, chưa nói là những cái ngoài nghề như là cơ khí, điện tử, tự động hóa, công nghệ vân vân. Các bạn bây giờ làm, các bạn biết rằng là ví dụ cả một cái dây chuyền sản xuất thuốc tiêm, dây chuyền sản xuất tư nang mềm, người ta cài đặt cái hệ thống của nó, chương trình gì trong cái dây chuyền đó. Ví dụ bọn chúng tôi đang làm xây dựng một cái dây chuyền EU chẳng hạn, thì những cái chuyên gia về mặt cơ khí, cơ điện ấy và tự động ấy, rất là quan trọng. Đầu bài mình đặt ra, nhưng để đưa ra những cái đến cái kết quả cuối cùng ấy, thì nó phải kết hợp được cả hai, tức là bạn vừa là nhà bào chế, nhà sản xuất. Đấy, thế nhưng mà bên kia thì là phần điện, cơ điện và điện tử tự động, thì người ta lại phải kết nối được. Đấy, trong cái sơ đồ ma tổ chức ma trận, ma trận thì là người ta muốn nói cái đấy. Và với cái quản trị hiện đại và một cái doanh nghiệp cũng không phải cần phải quá lớn, nhưng nó hoàn thiện đấy, nó tương đối là đủ các khâu, từ sản xuất, bào chế cho đến kinh doanh ấy, thì rất là cần những cái đó. Đấy, ông bào chế mà không không nói chuyện với ông cơ khí cơ điện thì cũng làm được. Đấy, mặc dù là ông cơ khí cơ điện ông ấy là nhân viên của ông thật, nhưng mà ông không nói, người ta không hợp tác ấy. Đấy, người ta không hợp tác thì người ta sẽ không chỉ cho những cái mà mình cần phải điều chỉnh, đúng không? Nên đấy là cái thực tế khó cho những người quản trị, và để quản trị được cái đấy là các bạn phải lưu ý hết sức cái chuyện đó nhé. Khi người ta, bạn bè hay là đối tác, người ta đồng nghiệp, người ta chỉ cho các bạn một câu thì vấn đề cần được giải quyết này nó cứ rất là nhẹ nhàng. Còn về bài bản thì các bạn cần phải có tư vấn chuyên gia, đúng không? Bạn không có người làm về điện thì các bạn phải có kỹ sư cơ điện ở trong xưởng sản xuất của các bạn, ví dụ như vậy. Những vấn đề hoàn toàn mới lạ, là những vấn đề không liên quan, các bạn không được học, cũng chẳng mấy khi được va chạm ở ngoài, cũng không có kinh nghiệm gì về đó. Đấy. Việc này thì nó gặp đối với tất cả những nhà quản trị, đúng không? Bạn hình dung là tất cả những nhà quản trị, các bạn có thể học về quản trị kinh doanh ra, thì hầu hết những cái chuyên môn của các bạn, trong cái phần chuyên môn của bạn kiểu gì nó cũng có những phần mới lạ. Đấy, phần mới lạ. Nên những nhà quản trị giỏi thực chất là những người mà biết cách sắp xây dựng, thiết lập chương trình, thiết lập mô hình chương trình, và biết cách sử dụng con người. Đấy, sử dụng nguồn lực về mặt con người, về mặt chuyên môn là sao nó hợp lý nhất. Đấy, cho nó nhất. Và những cái này khi ra những quyết định mới lạ thì các bạn phải căn cứ. Đấy. Thì quan hệ với mới lạ theo sơ đồ, trong cái sơ đồ này thì các cái mức độ này ấy, thì các bạn phải tìm cách để đưa ra là quyết định, vì quyền quyết định của các bạn, bạn là người đại diện pháp luật của cơ sở, thì là các bạn phải phải phải, phải đưa ra quyết định. Còn nếu bạn không phải là đại diện, bạn là leader thì nó cũng liên quan đến toàn bộ
cái công việc về đầu tư của các bạn, nên các bạn phải phải lựa chọn cái phương án để đưa ra cái quyết định. Nhưng mà căn bản nhất vẫn là nằm trong cái khâu và bài trước, nói là các bạn là sự tổ chức nó tốt và hay là sử dụng nhân sự nó đúng đúng và cái cách thức của mình đối với cái nguồn lao động làm sao để mình có thể để được cái đó. Thì đối với người Việt Nam thì nó khác, đối với người nước ngoài nó khác, nước ngoài nó sòng phẳng hơn. Người Việt Nam mình thì đôi khi là do cái ứng xử của mình thôi, đúng không? Đấy, kể cả quản lý bình thường này cũng thế, các bạn hình dung ở trong cơ quan là như vậy. Nếu là các bạn mà có cái cư xử hay ứng xử quan tâm rồi là mình có cái kết tương tác cũng như là cái thái độ mà tốt thì người ta trả tiếp thì mình thì mấy, đúng không? Đấy, các bạn gặp những người Việt Nam từ cái thời chiến tranh đến giờ đều có những cái gương rất là rõ về cái chuyện đó. Đấy, thì ý là thế. Nhưng đối với những cái quyết định mới lạ thì các bạn phải cân nhắc. Đấy, quyết định đúng lúc, đúng chỗ, đúng mức. Đấy, và cái căn cứ trên cơ sở thông tin tốt nhất, thì thông tin tốt nhất nó liên quan đến mấy cái. Các bạn lưu ý là quyết định liên quan đến quản trị, nó liên quan đến một cái đầu tiên, nó là liên quan đến cái chuyên môn. Đấy, chuyên môn kinh doanh mình mua bán vậy đúng chưa, có phạm luật hay không, và hai là cái quản trị hợp đồng của mình ấy, giữa thỏa thuận với giữa mình và người ta ấy, thì là như vậy thì có đúng cái thỏa thuận hợp đồng hay không. Đấy, có lợi hay không, mình có, người ta có lợi và mình có lợi hay không, thì cái đấy nó thực chất. Khi các bạn đưa lên một cái quy trình thì một số cái việc phức tạp các bạn phải đưa lên quy trình, và đến khi rà soát là các bạn phải rà soát theo quy trình. Một kinh nghiệm nên tôi muốn chia sẻ với các bạn, các em là phải làm theo quy trình. Theo quy trình một số những việc tối quan trọng là các bạn phải làm theo quy trình bắt buộc. Ví dụ rà soát về về hồ sơ nhập khẩu thuốc chẳng hạn, thì các bạn không thể nào ăn án được. Đấy, không phải tưởng tượng là, nó vẫn bán thế, nó vẫn làm kinh doanh bình thường, hôm qua nó vẫn kinh doanh bình thường, nhập khẩu bình thường, muốn thì kệ nó, coi như hôm nay nhờ thế là ok, là ký hôm qua. Đấy, các bạn này hình dung không, tôi đã tham gia cái việc đó rồi, thì cái việc đó bắt buộc phải theo quy trình nhé. Tôi lưu ý lại các bạn là cái việc đó bắt buộc phải theo quy trình, bất luận các bạn giỏi đến đâu chăng nữa, các bạn phải bắt buộc phải theo quy trình. Số đăng ký này hôm nay nó còn hạn nhưng mai nó hết hạn. Đấy, thì các bạn phải đòi bằng được cái gia hạn số đăng ký. Cái số đăng ký này hôm nay nó vẫn đang lưu hành bình thường. Đấy, thế nhưng mà cái tất cả những cái thông tin trên cái hệ thống cổng điện tử liên quan đến ADR, liên quan đến đến cái an toàn của thuốc, các bạn phải kiểm tra lại hoặc là xem là nó có thuộc là trong cái danh sách đen hay không, đúng không? Rồi các số đăng ký giống như VN Pharma vậy, số đăng ký tại sao lại có hai số đăng ký của một thuốc? Cái đấy là cái rất là tệ trong cái chuyện mà đấy, cái đấy nó, nếu mà nói ngành dược các bạn một số cái khâu như vậy các bạn phải kiểm tra thật là cẩn thận. Những cái khác thì thôi, xong cái đấy rồi thì cũng cái khác thì có thể dễ xử lý hơn rất là nhiều, nhưng cái đấy các bạn đã làm không không đến ấy, không tới mà không 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 thật sự là chắc chắn ấy. Tất cả những khâu còn lại các bạn làm luôn luôn nó ở giữa cái thế chung chiêng. Đấy, các bạn thì dùng cái thuốc của tôi cũng nói chuyện một ngày trên nên là riêng cái VN nó còn có hai số đăng ký. Hai số đăng ký là một, cùng một cái số luôn, nhưng là hai hai cái nơi khác nhau, và nguyên tắc cái đấy là không thể được, đúng không? Đấy. Tôi nghĩ là cái nhà quản trị giỏi, người ta ngoài ngoài cái yêu cầu người ta cần phải biết, gần như là cái gì cũng phải biết. Đấy. Cái gì cũng biết, nhưng cái hơn của người nọ và người kia là người ta biết là cái gì cần phải chú tâm hơn. Đấy, nói lại kinh nghiệm làm hồ sơ như
đăng ký hồ sơ nhập khẩu chẳng hạn, vẫn đang làm, bây giờ vẫn đang làm kê khai giá vân vân, là các anh trên này tham khảo toàn thế giới luôn. Rồi là hồ sơ đăng ký, số đăng ký nó có quy trình rồi nữa. Cái đó nếu mà các bạn làm quản trị bắt buộc các bạn phải xây dựng quy trình và yêu cầu có biểu mẫu bằng biểu mẫu các cái bộ phận liên quan là phải kiểm soát ký xác nhận vào đó. Đối không phải là hai mà ba, không phải là ba mà còn cả đối với khách hàng của mình nữa. Thì là các bạn chốt chắc cái việc đó, để khi xong cái việc đó rồi thì còn lại nó thì là những cái sự cố không mong muốn xảy ra thì các bạn xử lý nó khác, chứ không phải là trong cái chuyện mà ngay từ ban đầu nó đã hỏng thì tất cả những cái sau này nó hỏng. Thì đây là những cái vấn đề mà ra quyết định mới lạ thì các bạn bắt buộc là các bạn phải kỹ cái phần đấy. Và trong cái phần mà các bạn quen rồi, nãy tôi nói là có ba cái mức đầu tiên, kể cả các bạn quen rồi nhé, mà nằm trong cái khâu quan trọng các bạn cũng lại phải giám giám sát kiểm soát nó thật là kỹ. Đấy, thì đây là tôi nói ngoài thôi chứ không nằm trong cái này. Biết rõ nó có thể xác định được, các bạn biết rõ nhưng mà nó vẫn phải theo quy trình rồi đó. Đấy, cái việc này ở cái hàng này hay là cái việc này thì nó quá là quen thuộc, mà quá quen đôi khi nó lại thành là dễ mắc sai lầm, hoặc là dễ bị lừa. Thế nên là phân loại cái khâu quan trọng ra thì mình để mình kiểm soát nó cho nó tốt. Và nhà quản trị là người ta chỉ làm cái hơn người khác ở góc độ đó thôi, chứ người ta làm sao biết hết mọi thứ được, đúng không? Các bạn học giỏi đến mấy chỉ học được giỏi về cái chuyên môn về dược thôi, chứ không thể nào mà lan sang nào là kinh doanh thương mại nào, xuất nhập khẩu nào, hải quan nào, quản lý thị trường nào, rồi kiểm soát của những cái mảng kiểm soát của WHO chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì tôi đã phải mò mẫm những cái chuyện, ví dụ như chỗ tôi chỗ để nhập cái thuốc gây nghiện, phải mò mẫm và liên hệ với cả cái tổ chức kiểm soát của thế giới. Các bạn nếu mà bạn nào làm về dược rồi, nếu mà nhập khẩu rồi thì các bạn biết rằng đấy là thế giới người ta kiểm soát, chứ Việt Nam kiểm soát được đâu, kiểm soát chỉ làm dự trù thôi. Việt Nam là bắt buộc phải báo cáo đấy, và kiểm soát theo quy trình, theo quy định thôi, chứ còn gì. Cái kiểm soát kia cho hay không cho, dự trù cho các bạn bao nhiêu đấy là do cái tổ chức đấy người ta quyết định đấy, các bạn không thể làm quá được. Thế thì đang nói là cái nói hơi kỹ về chỗ này là về cái ra quyết định, tức là khi các bạn ra quyết định tức là bạn hành động thực thi, thắng bại thành bại hay dở hay không nằm ở cái câu quyết định. Và nếu mà nói về làm CEO, làm leader là khi các bạn ký vào cái phương án, ký vào cái việc làm, ký đồng ý làm cái việc đó, đúng không? Chữ ký án tại hồ sơ các bạn đã ký vào rồi thì trách nhiệm giữa tất cả các mặt là các bạn phải chịu, đúng không? Rủi ro thế nào là các bạn phải chịu hết, kinh doanh là vô cái rủi ro mà. Đấy là cái liên quan đến quyết định thì thầy chỉ trao đổi. Sâu về cái chỗ đấy là cái chỗ là một cái như vậy. Thế còn các loại quyết định thì nó có quyết định hàng ngày, quyết định cải tiến, quyết định đổi mới. Thì trong cái giáo trình này thì các thầy cũng biết rất là nhiều. Tuy nhiên là trong hệ thống quản trị thì thầy có nói thêm như này, thay đổi là cái thường xuyên, thay đổi là cái bắt buộc, là cái quy luật. Các bạn không thể nói là không thay đổi được. Các bạn có ngồi yên tại chỗ thì ngày mai các bạn sẽ già hơn ngày hôm nay. Đấy là quy luật. Mà đã là quy luật thì đừng bao giờ có cãi lại nó làm gì cả cho nó mệt. Đấy, nhiều người vẫn cứ muốn cãi lại nó, muốn chống lại nó, cái đấy rất là vô lý. Các bạn có đi cắt tường 10 lần thì vẫn là già hơn ngày hôm qua. Không thể nào mà khác được, đúng không? Thế nên là những người mà gần như là đấy, người ta gọi là rất là nếu mà theo cái góc độ về về đạo Phật thì đấy là những cái rất là vô lý, và những cái mà gần như là chẳng theo một cái gì cả, cứ thích đi mổ xẻ thay đổi nó kia, nó cũng giải quyết được cái vấn đề gì đâu, đúng không? Trong cái khái niệm ở đấy người ta có cái khác một chút, nó bắt đầu từ trong bản thân, trừ trường hợp mà nó quá thì mình phải chỉnh để cho nó thành bình thường thôi, chứ đang bình thường đang đẹp tự nhiên đi cắt tường và thành xấu xấu xấu
xấu hơn, phải giải quyết được vấn đề gì. Cái thay đổi đó là cái quy luật, ý là nói đang nói các bạn nắm được. Thế nhưng thay đổi như thế nào thì lại là cái việc mà hình như mình, tôi cũng tiếp xúc với khá nhiều nơi và đi làm cũng quá nhiều nơi thì mình thấy là người ta vẫn chưa định hình được cái việc đó, chưa định hình được, và cứ nghĩ là ông nào lên bảo là ừ thế ý của tôi thế, nên là cuối cùng ông sếp mới về cái tất cả cứ rúm lại xong bắt đầu nói nào là nghe như vậy. Chết nhất của cái một cái cơ sở mà nếu một nhà quản trị không không không, không nắm được cái đấy là thực ra là, và phần lớn là như thế luôn, tôi nói thật với các bạn biết thế đâu, cứ bảo thay đổi thế nào thay đổi, bạn phải biết được sự thay đổi. Thay đổi nó có rất nhiều cái mức độ thay đổi đấy. Thay đổi nó là mức độ thường xuyên cần thiết, chỉ có cái là không thể nói không thay đổi được, nhưng còn đâu thì thay đổi nó là cái thường xuyên hàng ngày người ta phải thay đổi. Nhưng cái thay đổi nó được phân cấp nó rất là nhiều, cái đầu tiên là mức độ cải tiến, nó chỉ là cái mức độ mà điều chỉnh rất là nhỏ để cải thiện công việc hàng ngày của mình thôi. Đấy, cải thiện để cho nó tiện hơn. Đấy, nó không thay đổi, nó không làm ảnh hưởng đến bản chất của công việc, không làm thay đổi đến cái định hướng cũng như cái chủ trương của công việc, nó làm mình tiện hơn, năng suất hơn, dễ chịu hơn. Đấy, để thay đổi cái chỗ ngồi, thay đổi cái vị trí đặt cái máy tính, hay thay đổi cái vị trí để cái cách sắp xếp của cái tủ tài liệu chẳng hạn, đấy vân vân, cái nho nhỏ thay đổi nó là thay đổi. Thế nhưng mà nâng hơn nữa là đổi mới. Đấy, đổi mới là cái mức đầu tiên, nó gọi là thay đổi mức độ cải tiến. Cái mức độ thứ hai là mức độ cải tiến, là mức độ đổi mới, cải tạo, đổi mới. Người ta có thể đổi mới hẳn, bây giờ cái máy này nó cũ quá, hoặc máy này cái máy tính hay máy in hay là mấy cái máy này nó thế hệ nó cũ rồi, mua mới. Đây là đổi mới, nó thay đổi về mặt, bắt đầu thay đổi về mặt 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 chút về mặt chất trong quá trình làm việc, đúng không? Đấy, cái cửa sổ này nó lấy quá, bây giờ mở nó ra, thay đổi cái đổi mới, thì là anh đổi mới cải tạo, đổi mới cải tạo. Nhưng mức thứ ba là mức lớn hơn, tức là thay đổi mặt cấu trúc. Đấy, thay đổi mặt cấu trúc, các bạn có thể đập tường ra, sửa lại, mở cái cửa mới đấy, mở cái đường mới vân vân. Còn với mức đấy nữa là gần như đập đi xây lại hoàn toàn, tái cấu trúc đấy, tái cấu trúc. Thế thì cái đấy là cái thay đổi, và định hình được cái đó là cái mà theo như thầy nghĩ nó rất là quan trọng trong quá trình điều hành cụ thể, điều hành trực tiếp đấy. Hàng ngày nó mà trong cái hệ thống ISO nó có cái phần cải tiến đấy. Cải tiến thì mặt hoạt động thì cái đấy là cái thường xuyên đấy. Nếu cái đấy không làm thì nó sẽ không, nó không phát triển này kia. Nếu theo cái từng bước, nó theo một mặt triết học thì mình hiểu nó lượng đổi nó sẽ dẫn đến tự nhiên nó chất nó đổi, đúng không? Nhiều cái mình làm thay đổi, nhiều cái mình tích lũy lại, cần thấy rằng đến cái mức này thì mình cần phải cái đổi mới đấy, đổi mới. Nhưng đổi mới đến mức đó nữa thì mình cần là cải tổ đấy, tái cấu trúc đấy. Mà đến một cái tệ tái cấu trúc xong một hồi rồi thì mình thấy là cần là phải thay đổi toàn bộ. Tất cả những thứ đó đều phụ thuộc vào cái cụ thể cũng như là cái mà nguồn lực của mình nhé. Thế nhưng mà cái mà thầy vẫn khuyến khích mọi người, tất cả các em sau này đi làm, hoặc đang làm, hoặc đã làm, hoặc đang làm, hoặc sau này làm, là cố gắng là thường xuyên hàng ngày có cái sự cải tiến. Phải có sự cải tiến nó mới có sự sáng tạo, chứ không thể ông thì ông thể ngồi bảo tôi ngồi 10 năm rồi tôi có một cái ý tưởng mới thì cái đó chỉ có Tesla hay Newton hay những cái hàng vĩ nhân nó mới có. Thế nhưng quản trị thì không phải là đòi lúc nào cũng đòi hỏi cái đó, đúng không? Đấy, thế nên là cái, nhưng mà để phân loại định vị được nó là cả một vấn đề.
trao đổi với các em là các em nhớ được cái việc này, thì là cái này đấy là những chỗ, những cơ sở đi làm rất là lâu rồi nhưng vẫn nhầm lẫn cái chuyện này. Học cải tiến thì thực ra lại là đổi mới đấy. Học cải tiến thì thực ra lại thành cải tổ, không phải sai hoàn toàn và cái sai sai chết người luôn đấy các bạn. Các bạn đấy cũng giống như là ngồi họp bình thường này, cũng lúc nào cũng chiến lược, chả biết gì về chiến lược, cứ lúc nào cũng chiến lược, nói quản trị, người nhà quản trị nói chiến lược cứ như là nói chuyện mua mớ rau, thế thì tất nhiên thì không thể nào mấy được đúng không? Đấy, thế nên là các bạn hình dung là cái mặc dù cái giáo trình của các bạn nó cũng rất là mỏng thôi, nó không dài lắm thôi, nhưng mà một số những cái mà cái khái niệm như cái kiến thức đấy thì tôi thấy là nó khá là tốt, rất là tốt cho các bạn luôn sau này đấy. Đấy, thế là các bạn lưu ý. Tôi muốn nói sâu về cái chuyện này, cái này tôi vất ở thực tế rất là nhiều, mà bản thân là quá nhiều ông giám đốc chuyện đi làm nhà nước cũng thế thôi. Cái thằng bao nhiêu ông giám đốc cũng cứ suốt ngày lúc nào lên họp thay đổi cải tiến rồi là chiến lược, nhưng thực ra là khái niệm chẳng hiểu cái gì cả. Đấy, các bạn đừng nghĩ rằng mấy cái ông tổng, mấy ông giám đốc đã biết cái gì đâu nhé, cái gì cũng biết, nhưng thực ra là nhiều khi chả biết cái gì cả, nhất là cái đội ngũ bổ nhiệm mà nhà nước thì chắc chắn là người ta có cái mặt người ta giỏi rồi, mình không phản bác cái chuyện đó. Thế nhưng mà không có nghĩa là như vậy mà tất cả mọi cái các bạn hình dung là thời đại mới này, nhưng để so với cụ Hồ thì mình ngày xưa chắc là sẽ sách dép nghìn năm chứ chắc đã theo được cụ. Thế như đâu ra đó, cái gì là ra cái đó, cải tiến là cải tiến, những cái mà điều chỉnh hàng ngày, những cái lâu dài là đâu ra đó. Đấy, thì tôi muốn nói là kinh doanh nó cũng giống như làm ở ngoài về mặt chiến trường ấy, nó cũng có những khái niệm. Thì các cái loại quyết định ở đây tôi nói tiếp, nói nhiều chút là đầu tiên để các bạn phân loại nó ra, phân loại cụ thể nó ra, và cái đó nó đúng đúng với các bạn hàng ngày luôn, chứ không cần nhất thiết thì các bạn phải là chủ doanh nghiệp đâu. Đấy, bạn hình dung như vậy, những quyết định hàng ngày là những lựa chọn dựa vào tiêu chuẩn và quy tắc ta xác định được. Đấy, những quyết định về cải tiến này, hàng ngày những quyết định hàng ngày thì nó phụ thuộc vào cái thời khó biểu hàng ngày. Đấy, lặp đi lặp lại tuần nọ tuần kia, căn bản nó giống nhau. Trong cái giống nhau đó thì người ta muốn muốn thay đổi cái giống nhau đó thì người ta phải dựa vào cái cải tiến. Đấy, thì ra những quyết định cải tiến, ví dụ như hôm nay mình đi cái đường nó tắc quá, đi nhỡ lỡ giờ làm việc thì mình phải tìm cái đường khác. Đấy, hoặc là lựa chọn cái khung giờ sớm hơn. Đấy, chứ hiện để cải tiến cái đường nó đi của mình đi. Đưa ra cải tiến. Đấy, để hôm nay là bữa mình ngồi đây thì mình ngồi cái bàn mình xếp này thì máy tính rồi là máy in rồi là các cái sổ sách, cái dụng cụ làm việc của mình như vậy thì là nó không tiện để mình sử dụng. Đấy, thì mình chỉnh lại để cho là khi tay trái thì dở ra thì có thể lấy được tờ giấy, tay phải thì mình có thể là sử dụng được cái máy in chẳng hạn, vân vân. Thế thì tất cả những cái thứ đó nó rất là nhỏ, các bạn hình dung nó không thay đổi bản chất, thậm chí nó không thay đổi gì ảnh hưởng quá để ảnh hưởng đến cái quy trình làm việc của mình, nhưng nó sẽ làm tốt hơn, hiệu quả hơn, đến là cải tiến nhanh hơn. Đấy. Nhưng mà cái quyết định đổi mới thì đã là mình đã bắt đầu thay đổi quy trình rồi, thay đổi những cái một chút về mặt quy trình, theo mặt cái rồi quyết định là quyết định dựa trên sự khám phá, phát hiện, chuẩn đoán mới, rồi là chưa rõ định mình vẫn hình dung nó cải tiến, nó vẫn là bản chất của nó là đổi mới, là cái xét nghiệm chẳng hạn. Đấy, những cái đổi mới rõ nhất của mình đây là mình thấy rằng là cái phòng dịch đấy, đúng không, phòng chống dịch, đổi mới cách cách ly. Trước đây là cách ly
Thì có một cái ấy là có một cái F0 là có khi cách ly đầu tiên là một phường lấy phường làm pháo đài, nhưng bây giờ phường chẳng là pháo đài nữa đúng không? Bây giờ nhà nào dính hoặc ở khu cái số nhà nào bị thì đầu tiên là người ta cách ly cái chỗ ấy, xét nghiệm, sau đó nếu mà trong cái đấy thì nó có nhiều tầng thì cái tầng đó và những tầng xung quanh xét khỏi, còn đâu mọi người vẫn sinh hoạt bình thường. Đấy là cái đổi mới về cái trong cái tư duy. Nên cải tiến thì có thể cải tiến là à vẫn như thế, nhưng mà đầu tiên là người ta xét nghiệm mỗi người một mẫu, thế nhưng mà cải tiến hơn thì để nhanh hơn thì coi như là xét nghiệm gộp 10 mẫu xét nghiệm một cái, nếu dính F0 thì bắt đầu mới tách ra để cho nó nhanh đúng không? Đấy là cải tiến, cái đổi mới cho cái tư duy là người ta đổi mới cái lớn hơn là cái cách ly. Nên bây giờ nhà số nhà dãy số là 10 số nhà hạn, nếu một số 3 chẳng hạn mà dính F0 thì là người ta chắc chắn là phải niêm phong cái nhà ấy rồi, cách ly cái nhà ấy rồi, và sau đó là kiểm tra xét soát xét những cái nhà xung quanh, kiểm test xung quanh không vấn đề gì là vẫn kinh doanh bình thường. Đấy là đổi mới, nó đi theo bước đó đúng không? Và ở đây thì người ta không đưa ra cái cách nhận là đổi mới những cái thay đổi lớn hơn như cải tổ hay mình gọi là tái cấu trúc. Tái cấu trúc là người ta gần như là người ta sửa hết, cải tổ hết, ví dụ chỉnh sửa lại phòng ốc vân vân, đập ra sửa lại, cải tổ lại hoàn toàn, là đập ra sửa lại hết. Đấy là tái cấu trúc. Trước đây là tôi có ba cái phòng, mỗi phòng riêng đúng không? Thì mỗi cái phòng của tôi là có 20 mét vuông thôi. Như vậy bây giờ muốn làm kho GDP thì không thể đạt được đúng không nào? Thế nhưng ba phòng tôi mà thông nhau ra được là 60 mét vuông đấy thì lại đạt đấy, đạt thoải mái đúng không? Thế thì do cái những quy định mới, do những về yêu cầu của quy định của nhà nước như là yêu cầu kinh doanh, mở rộng kinh doanh thì tôi phải đập nó ra. Đấy là tái cấu trúc lại kho đấy, tái cấu trúc một phần tức là của doanh nghiệp, tức là tái cấu trúc về phần kho, tôi đập hết ra, tôi ngăn lại thành một kho mới, kho rộng bằng 3 lần kho cũ, tổng lại là 60 mét vuông trên cùng một mặt sàn, thoải mái đủ tiêu chuẩn đúng không? Các bạn thấy không? Đấy là gọi là tái cấu trúc. Thế còn những một lần cao cuối cùng lập mới, tôi chuyển toàn bộ bán cái chỗ đi, đi mua chỗ khác xây mới, thì đấy là người ta gọi là tái lập lại cái cơ sở của mình, đó là như vậy. Đây là ý ý thô, còn ý tổng thể của nó thậm chí là tái toàn bộ về mặt tài chính, về mặt nhân sự, về mặt chiến lược vân vân. Đấy thì các bạn phải hình dung cái này, tôi muốn nói kỹ hơn một chút, nó kỹ hơn một chút vì cái khái niệm này nó ảnh hưởng đến hành vi của cá nhân nhà quản trị, cũng như ảnh hưởng đến hành vi hàng ngày, hành vi của cái nhân sự cho các bạn quản lý. Nên các bạn không định vị được nó thì nó rối tung đi. Đấy, nó rối tung đi. Và trên thực tế thì quá nhiều chỗ nó rối tung đâu ra, tôi nói lại để các bạn nắm được cái chuyện đó. Không hiểu thế nào là trước hết là thay đổi là cái gì, và hai là các mức độ thay đổi phân phân định nữa ra, thậm chí là các bạn phải thiết lập một cái danh mục cái gì được xếp vào loại là cải tiến, cái gì được xếp vào loại đổi mới, cái gì xếp vào loại là tái cấu trúc, cải tổ vân vân, thì các bạn lập nó ra. Thì như vậy thì trong quá trình làm thì các bạn khuyến khích người ta làm ở nhóm nào và họp về nhóm nào thì người ta mới thảo luận về nhóm đấy thì nó mới hiệu quả được đúng không? Tôi họp quá nhiều cuộc họp có thể cứ nói về cải tiến nhưng thực ra lại toàn là những cái việc liên quan đến là đổi mới hoặc là cải tổ, thì không đúng đúng không? Nhà quản trị như vậy thực ra nói trình độ tôi đánh giá như thế chắc là không được 3 điểm, và cái đấy rất là nguy hiểm đối với quản trị hệ thống lớn, thì các bạn làm rối loạn cái tư duy của nhân viên, rất quan trọng. Các bạn ạ, thành công nó nằm ở những cái tưởng chừng là bình thường nhưng nó rất là quan trọng, người ta không biết làm thế nào để cho nó đúng. Tiến trình ra quyết định thì các bạn ra quyết định, trong cái tiến trình này của nó là đề ra mục tiêu đấy, thu thập và phân tích thông tin, rồi lập danh sách các quyết định cần lựa chọn, chọn một trong các quyết định và chủ tính thực hiện kế hoạch hành động đấy, thu thập thông tin phản hồi những quyết định và tiến hành kiểm tra mức độ thực hiện, rồi cũng xem xét đánh giá xem mục tiêu cũng được hay không. Thì các bạn hình dung như này, nên thêm một cái lưu ý nữa, cái này là có cái tám cái ngoặc ngoặc này thì tôi tóm lại đây này, các cái phần phần nào thế thôi,
nó đã là thay đổi, nó nằm đều đều nằm trong cái phạm trù chung là thay đổi, tất cả mức độ là khác nhau. Nhưng khi các bạn thay đổi thì các bạn nhớ đến một việc của nhà quản trị, đây là việc này là việc mang tính pháp chế, mang tính hành chính của nhà quản trị. Khi các bạn thay đổi cái việc đó, các bạn thấy rằng là nó đạt được cái đúng là mục tiêu và cái kết quả là tốt, thì các bạn phải nhớ một kỹ một việc là các bạn phải pháp chế hóa nó ra, ý là các bạn phải đưa ra thành 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 cái quy định, thành cái gọi là gần như là một cái như là những cái văn bản đấy, những cái nội quy, ví dụ đơn giản là những cái nhỏ nhỏ là nội quy quy định và pháp chế hóa nó, định vị nó lại luôn đấy, thì và tiếp tục là giám sát và điều chỉnh để nó thành một cái nếp, đúng chưa? Các bạn hình dung được, ví dụ như thay đổi một cái việc là đeo khẩu trang chẳng hạn, đấy, sát khuẩn tay chẳng hạn, thì nếu mà các bạn thấy rằng cái việc nó tốt rồi thì hàng ngày đến cửa là các bạn yêu cầu là mọi người là phải bắt buộc trước khi vào là phải sát khuẩn, đo nhiệt độ, đeo khẩu trang. Đấy. Nó là thể chế hóa đấy. Các bạn ấy gọi là pháp đưa ra thành cái kiểu như là trong nội bộ ấy. Nó như một cái quy định hay là một cái thay đổi bằng bằng một cái văn bản, nó tựa như là văn bản có tính pháp lý để các bạn chốt chắc cái việc đó lại, đúng không nào? Nếu các bạn không chốt chắc nó lại thì hành vi thứ hai khi nó lảng ra một cái việc khác thì lại cái việc trước nó lại quên đi, và cuối cùng là lại đâu lại vào đấy. Những cái thói quen của con người nó tệ hại lắm các bạn, nhất là ở cái cơ sở nào có nhiều bạn nữ ấy. Ngồi họ ngồi làm việc mà nhất là cùng phòng ấy, chung chung độ 10 15 người thì một hồi sau nó không có những thiết chế, không có sự giám sát thì là các bạn đã thấy là thành một cái chợ, cũng sai một tí nào rồi, nói chắc chắn không sai luôn, thì tôi va quá nhiều cái chuyện. Thế nhưng mà bây giờ là tôi coi như là quy định để thực hiện là đặt camera là một, đặt những cái thiết bị liên quan phần mềm này, các bạn không làm mà các bạn nói chuyện mà nó qua hình ảnh mà ấy được, mà người ta khi bộ phận giám sát người ta phát hiện được, người ta trừ lương đấy, trừ lương, thậm chí là còn những cái việc khác nữa. Thế là một hồi là các bạn phải theo thôi, và khi theo đấy rồi thì là nó sẽ ban hành toàn công ty luôn, là tất cả không phải chỉ là nữ, nam cũng vậy thôi. Thế là thành một cái quy định của công ty nữa, thì cuối cùng chốt lại là các bạn điều chỉnh cái dựa trên căn bản là cái việc đó, được cái phần phần thay đổi đó, để các bạn định vị lại, hoàn chỉnh lại cái quản trị của công ty, quản trị của cơ sở. Không sai nguyên tắc ban đầu, không sai triết lý ban đầu các bạn nhé, nhưng không thể bỏ được cái phần giám sát và định chế pháp lý của cơ sở. Đấy là cái đó là tiêu chuẩn cơ sở mà. Các bạn lưu ý, hết sức lưu ý chỗ đấy. Về tổng thể, về bản chất là các bạn phải dựa trên cái tích cực và cái thúc đẩy, động viên, hỗ trợ. Thế tuy nhiên là hỗ trợ cũng nghĩa là mở một cách to hoang không được, đúng không? Đấy, thì như pháp chế cái việc đó các bạn nên làm ở mức độ nhỏ một, nhỏ một, nếu là cái đang có sẵn, nhất là các bạn mà tiếp thu cái mới, các bạn mà ví dụ như tôi nói các bạn có tiền, các bạn mua lại một cái doanh nghiệp cũ chẳng hạn, hoặc là các bạn là doanh nghiệp ở nhà nước, các bạn được điều chuyển đến một cơ sở mới, thì các bạn làm những cái việc nó mang tính tích lũy dần dần những cái nhỏ nhỏ thôi. Chứ các bạn cải tổ lớn ấy, thì lại giống như một số người ấy là chưa kịp cải tổ người ta đã cải tổ mình rồi, đúng không? Xã hội nó là như vậy. Tiếp theo là độ tin cậy trong quá trình ra quyết định. Độ tin cậy thì vẫn là dựa trên những cái tiêu chuẩn, trong một số trường hợp nhà quản trị có đầy đủ thông tin về vấn đề cần ra quyết định và lường trước được hậu quả của giải pháp, nếu có được thực hiện những quyết định thường ngày thường được làm ra theo cách này, nhà quản trị có thể tham khảo một số quy trình mang tính tiêu chuẩn hoặc các tài liệu hướng dẫn và đề ra quyết định phù hợp với thực tế.
Trong nhiều trường hợp, nhà quản trị có thể hiểu rõ vấn đề cần quyết định và có những giải pháp, có thể có sẵn cách lựa chọn nhưng không thể biết rõ hậu quả của mỗi sự lựa chọn. Đấy, nó cũng là khó như đấy. Với những điều kiện không chắc chắn như vậy, nhà quản trị có thể biết hậu quả có thể xảy ra của quyết định và phải chọn lựa một cách tốt nhất. Với những điều kiện không chắc chắn như vậy, nhà quản trị có thể biết hậu quả có thể xảy ra của mỗi quyết định và phải chọn lựa một cách tốt nhất, tức là chọn cái phương án ít xấu nhất trong những số nó, kết quả nó xấu, đúng không? Hậu quả thấp nhất trong những số là kiểu gì nó sẽ có hậu quả cũng tốt, thì mình phải lựa chọn là cái mà nó có ý. Ở đây người ta nói là chọn những cái ít xấu nhất trong tất cả những cái xấu. Đấy, chứ không có trong một số tình huống là sẽ không có những cái là không thể có những cái thật là tốt đẹp, thì người ta chọn như vậy, người ta lựa chọn là cách như vậy. Nhưng cái này nếu nhà quản trị người ta nắm vững được về mặt quản trị của chuyên môn và pháp luật thì người ta sẽ đưa ra những lựa chọn nó vẫn là chủ động hơn, đúng không? Mình đi làm việc thì nếu mà làm hết cái bài về mặt quản trị cũng như lường hết về mặt hậu quả rủi ro thì tất nhiên không thể tránh được, không cũng có doanh nghiệp mà không thể nào mà gọi là thoát được hết những cái rủi ro vướng mắc trên trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng như trong quá trình vận hành của mình. Nhưng người ta đã dự trù trước thì người ta có thể có những giải pháp nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy, thế nên là các bạn cái tập nào thì nó các bạn lưu ý là có những doanh nghiệp người ta làm được chỉnh chu đến mức độ như vậy mình rất hiếm thôi. Còn đôi khi là mình nhất là doanh nghiệp dược, doanh nghiệp ở mức độ nhỏ ấy, thì nhiều khi là chỉ cố gắng là quanh được một vài cái nhóm việc bán hàng, nhập hàng, một vài cái thủ tục thôi. Nhiều khi là các cái hoạt động chuyên môn, những cái hoạt động khác đâu có nắm được hết đâu, các bạn không có để ý đâu, không biết. Đấy. Nên là đến khi vướng vào bắt đầu lúc đấy mới thấy là mình không không được, là còn những cái cơ sở đó. Ví dụ tôi thì khi cô Tâm Bình học cùng với tôi, chủ Tâm Bình học cùng khóa, riêng cái phần mà pháp chế là cô có hẳn một bộ máy, một tổ, một cái phòng luôn. Tất cả những mà phòng đấy thì liên quan cả chuyên môn đến cả pháp lý, liên quan đến tất cả mọi mặt, là gần như là người ta làm đầy đủ, không có thiếu một thứ gì hết. Các bạn hình dung thế. Chồng cô là cũng là trung tá hay đại tá công an, đến đang là cũng có tuổi nhưng mà đại khái chưa đến tuổi về, nhưng mà bạn bảo tớ cho anh về, bảo anh về nghỉ, gọi xin nghỉ sớm về để hoàn toàn là phục vụ cái việc liên quan đến mặt pháp chế đấy. Người ta làm như thế, người ta dự trù trước những cái việc đó nên là tất cả những cái việc đó người ta không bị dính, đúng không? Có kiểm tra thì chẳng qua là cũng là cái việc là người ta cũng đã làm được đến 8-9% rồi. Đấy, mặc dù cho như thế thì người ta vẫn phải lo cái việc đó các bạn. Còn bây giờ các bạn hình dung, nếu các bạn nào đang làm một số doanh nghiệp nhỏ tầm bé một vài tỷ thì các bạn biết là nó quá nhiều những cái mà mình còn phải hoàn thiện, đúng không? Đấy thì cái đây là cái những cái mà phải ra quyết định. Ra quyết định là cuối cùng đạt được mục tiêu. Đấy, đạt ra cái thực tế là để cái công việc nó đạt được mục tiêu là vừa đảm bảo hiệu quả vừa đảm bảo là an toàn. Đấy, an toàn, mục tiêu đạt được hiệu quả an toàn là hai cái, và nhất là an toàn bây giờ là các doanh nghiệp theo xu thế là người ta chú trọng hơn trước rất nhiều. Các bạn lưu ý cái đó. Cuối cùng là tiền doanh nghiệp đạt được tiền dựa trên cơ sở là lợi nhuận này, an toàn này và thị phần này. Đấy, thông qua ba cái chân kiềng đó để các bạn, để cái doanh nghiệp nó đi vững được, các bạn hết sức lưu ý cái chuyện đó, lưu ý chuyện mà an toàn ấy. Đấy, vì các bạn không an toàn cái rủi ro đấy là các bạn sập ngay, đúng không? Vì các bạn đã mua rủi ro rồi mà bây giờ lại còn không an toàn nữa thì kinh doanh là mua bán rủi ro mà, tưởng lợi nhuận trên cái việc mà mua rủi ro mà, đúng không?
các bạn mua hàng về thực ra là các bạn mua rủi ro rồi đấy, đúng không? Các bạn bỏ tiền ra đầu tư rồi, các bạn bắt đầu là mua rủi ro rồi, không sai thế nào hết. Tôi ngẫm đi ngẫm lại không sai thế nào hết. Các bạn đừng tưởng là hàng hot mà đã là không rủi ro, đúng không? Các bạn mua nguồn hot, hàng hot cũng rủi ro đâu. Cái hàng hot thật đấy, hôm nay nó hot, thậm chí ngày mai nó vẫn hot, các bạn mua về hôm nay mai bán rất là hot, chưa hết ngày kia nó có một cái cảnh báo, thế là thu hồi một lúc bằng sạch luôn, đi hủy. Tôi đã chứng kiến cái việc đó rồi. Thế nên là các bạn khi đã kinh doanh là mua mua rủi ro đấy nhé. Tôi nói thật luôn các bạn là tôi đã chứng kiến và tự tay tôi, tức là tôi phải người trực tiếp phải đi giám sát cái việc đó. Tức là hàng nhập về trước Tết là 2 container là hàng đang bán rất tốt, trong năm mấy năm này liền là bán rất tốt, về đã đi bán được mấy xe rồi, nhưng mà tự nhiên là có một cái cảnh báo của WHO là cái hàng này có cái nguyên liệu là có cái có thể có nguy cơ ung thư. Thế là bắt đầu là cảnh báo thu hồi toàn quốc, thu hết hủy bằng sạch thì thôi. Thế các bạn hình dung không đấy, nó có những tình huống như vậy. Thế là bạn là làm sao lường cái được một cách nào để cho nó để được thiên nhiên người ta có cái dự phòng đấy. Ừ. Thế mục thứ hai là các nguyên tắc cơ bản để ra quyết định, và quyết định trong cái hoạt quản trị nhé, thì quản trị thì các căn bản là nó len lỏi tất cả các cái mức độ cũng như các cái lĩnh vực khác nhau. Nguyên tắc của quản trị dựa trên các nguyên tắc cơ bản, đầu tiên là nguyên tắc của quản trị, người ta chỉ có thể đạt được một quyết định hoặc một quyết định logic khi vấn đề đã được định nghĩa. Đấy, đã được định nghĩa. Muốn giải quyết có hiệu lực một vấn đề, đầu tiên phải hiểu rõ vấn đề đó, thời gian dùng để tìm ra giải pháp cho một vấn đề thường là vô ích. Đấy. Bởi vì người ta hay tự thỏa mãn trong việc xử lý các diễn biến của nó mà quên không bàn tới nội dung sâu sắc của nó. Đấy, đúng là như vậy. Đấy. Muốn giải quyết có hiệu lực một vấn đề, đầu tiên phải biết rõ vấn đề đó, định nghĩa về nó. Tôi hôm qua tôi hôm kia tôi vừa tranh luận với cậu, bây giờ này cứ cái phân công công việc hay là bố trí nguồn tổ chức, thế thì là quản lý kinh doanh nó làm cái gì đấy. Nó làm cái gì đã, khái niệm nó đã, quản lý nó là cái gì đã, đúng không? Đấy. Rồi là kiểm soát giám sát thì nó làm cái gì, không hiểu cái khái niệm của nó. Bây giờ rõ nhất là trong cái hệ thống quản lý chất lượng. Như vậy thì các bạn làm, bạn nào làm sản xuất hay bạn nào làm kiểm nghiệm hay các bạn biết là hay là làm về một kỹ thuật đấy, nói chung để kiểm soát chất lượng nó làm cái gì, nên đảm bảo chất lượng thì nó làm cái gì, nó quản lý chất lượng nó làm cái gì. Không nắm được cái đó thì các bạn phân công làm sao được, đúng không? Các bạn không phân công được thì bạn ra quyết định để sai bét hết đấy. Cái chết nhất của cái mấy cái ông cảnh nhà mình ấy là ngồi ngoài nó mới làm quản lý chất lượng ấy, xong rồi đi xuống đi kiểm tra hàng hóa sai bét riêng với cả, nhưng mà vẫn cứ làm ra quyết định như vậy. Thực ra là nhân viên nó không, nó hay là người khác người ta không mấy, người ta nghĩ là người ta không muốn nói, nhất là các bạn hiểu chuyên môn rồi các bạn không muốn nói, nghe nó rộng tếch nó chẳng biết một cái gì cả, thế thì làm quản trị làm sao được, đúng không? Chỉ những chi tiết nhỏ nhỏ thì người ta đánh giá cái tầm vóc của người làm quản trị, đúng không? Người ta rất là rõ ràng với cái ngôn ngữ, nhất là về mặt chuyên môn về y dược hay là về mặt khoa học kỹ thuật ấy, nó có những ngôn ngữ chuẩn mực, không những là chuẩn mực ở Việt Nam mà chuẩn mực chung của cả thế giới. Anh làm quản lý chất lượng Chụp hình tới 2 lần không không lỗi được, thì làm cái bởi vì gì, đúng chị không? chụp tới 2 lần Kiểm cơ. chất lượng thì làm cái gì, đúng không? Và làm đảm bảo chất lượng thì làm cái gì, và trong công ty thì Không, làm bạn ấy bảo ra hỏi các bạn tìm thấy thì giám đốc làm chất lượng thì làm cái gì đấy, đấy, nhưng mà là chị nghĩ nắm là được làm định nghĩa rồi thì gì có. đó là ra quyết định. Giống như nhà quản trị anh định nghĩa là nó đã là cả một vấn đề rồi, tức là À, nhà cái quản này trị bảo là là bây kiểu giờ như hỏi đầu lại tư là chứ không thiếu phải chuyên môn y dược gì đó, mà các là bạn gọi lại là đi làm xây dựng bất động sản có ít tiền không, đầu tư vào kinh doanh dược ấy, thì nó hay vấp phải cái kiểu đấy. Và như thế là một hồi nó sẽ nói tóm lại là nó cũng vẫn có thể là có lợi nhuận, thế nhưng mà nhìn chung nó sẽ không thể nào mà theo một cách chuẩn mực bền vững được. Thứ hai là xác minh đầy đủ, người định nghĩa được rồi, sau đó người ta phải xác minh đầy đủ. Đấy nhé. Xác minh đầy đủ thì cái người xác minh đầy đủ thì rất là những cái ví dụ tôi và các bạn là chẳng biết gì về thuốc thang thì chẳng biết gì nó quy trình nào,
Nhưng mà phải xác minh đầy đủ, và nó có quy trình xác minh là sao để mọi người đấy là khách quan, là nó là cái đấy là cái mà căn cứ để mình ra cái quyết định đúng không? Lý do xác minh đúng đắn tất cả mọi việc quyết định phải thực hiện cơ sở vững chắc đấy. Hình dung mình có thể nói là mọi cái là có bằng chứng trong cái quản trị về xác minh chất lượng, nó đều có cái là mọi cái đều dựa trên bằng chứng. Em ơi, căn cứ. Làm ơn cho chị hỏi với. Đợt trước chị làm chứng minh nhân dân rồi mà hôm nay đồng chí công an khu vực nhà chị lại bảo ra đây hỏi, xem có chứng minh thì lấy, còn không thì làm lại. Trong trường hợp các bạn là nhà quản trị nhé, tôi đặt địa vị các bạn là làm tất cả các thì ok nhé. Sẽ phải tôn trọng những nhà chuyên môn. Chuyên môn đúng rồi nói. Đây không nói chuyên môn về dược nữa. Chỉ gói hẹp chuyên môn về dược. Và chuyên môn về em đây. Về cơ điện cũng là anh cần. Vào làm đi con để chuyên em môn hỏi. Về luật pháp, chuyên môn về tài chính, chuyên môn về anh kế với toán con cứ làm đi đấy, thì những cái hay là hải quan vân vân đấy mà những người đó người ta được học, người ta được anh vào cập cái nhật COVID đi. Thì mình phải căn cứ trên cái đấy người ta, và sau đó thì cần trách lại thì các bạn có thể có những kênh khác nhau để bạn trách lại, nhưng mà ý kiến của người ta là nó sẽ khác với các bạn tưởng tượng đúng không? Nhà quản trị nhưng mà cứ tưởng tượng, nhiều khi tưởng tượng theo ý của mình trước sau sẽ không ăn thua. Hai là nguyên tắc của sự đồng nhất, ba là nguyên tắc của sự đồng nhất. Thực tế thì xảy ra tình trạng cùng một sự việc có thể có nhiều quan điểm, cách nhìn nhận khác nhau tùy thuộc vào người quan sát và không gian thời gian diễn ra sự việc đó. Chẳng hạn cạnh tranh dưới cái bao cấp nó khác đúng không, cạnh tranh vì kinh doanh hay là quản trị nó là một cái môn đa chiều, mỗi một người nhìn nó một cách khác nhau. Đấy, mỗi nhiều người nhìn nó cách khác nhau. Có thể cách đó người đã làm thì được, mình làm không được. Đấy, nhưng có thể cách đấy mình làm được, nhưng người khác làm không được. Tuy nhiên nó vẫn phải tôn trọng những nguyên tắc căn bản của nó. Đấy, căn bản tôn trọng những cái quy luật về thị trường. Đấy, có trên trước có quy luật ở trên, quy luật về kinh tế ở trên kia. Hay là những cái quy định về mặt chuyên môn, về mặt luật pháp. Đấy. Anh không thể làm sai được. Anh làm sai anh chỉ là dạng là lách luật thôi, lách chỉ được một lúc vào đấy thôi, hoặc là nếu mà may thì lọt những cái nhỏ nhỏ, thì còn những cái lớn, những cái nguy hiểm khó lọt lắm các bạn ạ. Bây giờ càng ngày càng khó lọt. Tôi bạn tôi trong vừa liên quan đến những cái việc đó không ít, tất nhiên là bạn thì không sao đâu, nhưng mà những người mà tôi biết rồi, những cái trường hợp vừa rồi vừa lên TV là gần như tôi biết hết, làm gặp gỡ cũng là những công việc biết tôi biết hết. Nhưng các bạn chỉ thấy là làm cố tình làm sai, hoặc là đây chắc là trong trường hợp cũng là có ý. Chứ là ngành y thì nó ngành dược là nó rất là nhiều cái việc phức tạp, nó rủi ro nghề nghiệp thôi, tai nạn nghề nghiệp trong đấy thì nó chỉ có vài con sâu và tự nhiên nó làm ảnh hưởng rất là nhiều người. Như các bạn học nghề dược nghề y thì các bạn đóng góp rất là nhiều cho xã hội, nhất là trong cái thời gian đang dịch bệnh này, rất là nhiều việc phải làm, phải lo toan, nhưng cuối cùng vẫn cứ bị nêu là chuyện rất là bình thường, bởi vì không xác định được cái định nghĩa của nó đầu tiên là như thế nào, đúng không? Cái thứ hai là cái tính đồng nhất và cái việc đó trong cái góc cái lăng kính của mình thằng kia nó làm nó luồn lách nó được, nhưng mình không luồn lách được, mình phải làm theo con đường đường chính chính, mình làm cái đúng quy định thôi, mình làm sao luồn lách được, đúng không? Thế nó luồn lách được mình chạy đi, mình luồn lách thì có ngày là mình làm kẻ thế mạng như người ta. Đấy là cái mà ta quyết định của nhà quản trị, cái khó nhất là đừng có để vướng vào những cái sai về luật pháp, sai về chuyên môn, sai về... Rồi có thể các bạn có thể quyết định giá sai một tí, hay là thỏa thuận hớ một tí thì các bạn thì mất tiền thôi. Tất nhiên mất tiền thì cũng sót, thì mất tiền thì nó còn dễ kéo lại, còn có nhiều cơ hội để làm lại. Nhưng các bạn vừa mất về mặt chính trị cái mặt đấy rồi thì khó lắm. Các bạn hết sức lưu ý chuyện đó, người cần tiền thì ai quá cần luôn, và lòng tham con người thực ra là nó vô tận. Các bạn tránh được những cái đó thì các bạn sẽ thành công, các bạn không tránh được thì rất là khó. Tôi mất quá nhiều những cái chuyện đó, gọi là chứng kiến quá nhiều cái việc đó rồi. Tiếp theo là yêu cầu một cái quyết định này.
khách quan và khoa học, để có định hướng, có hệ thống, tính tối ưu, cô đọng và dễ hiểu, tính pháp lý và góc độ đa dạng hợp lý. Đây nó có 7, và cuối cùng là cụ thể về thời gian thực hiện, thì đây là có 7-8 cái nội dung này. Thì khách quan đấy, cái khách quan là cái quan trọng nhất, và hầu hết là các bạn, nếu các bạn làm chủ thì hầu hết phần tỷ trọng phần lớn là chủ quan, khách quan đấy. Tôi thấy rằng là hầu hết là theo cái ý chí chủ quan là chính, nhiều khi là đâu có khách quan mấy đâu. Thì cái đấy là cái nhược điểm chung của cái môi trường, mình khắc phục đó thì mình sẽ tốt hơn, đúng không? Định hướng thì đương nhiên là quyết định dựa theo cái định hướng chung của cái mục tiêu ban đầu mình đưa ra, đúng không? Và liên quan đến hệ thống, cái quyết định đấy nó phù hợp với cái hệ thống của mình xây dựng hay không, chưa phù hợp thì quyết định như vậy nó sẽ không đúng, không nó không hiệu quả. Đấy. Tối ưu tức là tính tối ưu là cái hiệu quả tối ưu, vừa là về thời gian, tiến độ, như là chi phí vân vân. Cô động dễ hiểu thì đây cũng dễ rồi, quyết định khi mình ra quyết định mình không làm đấy, nhà quản trị ra quyết định chỉ cho người ta hay là phân công người ta làm, nhưng mình không trực tiếp làm, cô động dễ hiểu, cô động dễ hiểu để nhân viên nó làm. Rồi tính pháp lý các quyết định đó tuyệt đối các bạn phải lưu ý chỗ đấy, về mặt pháp lý các bạn mà quyết định sai, biết là quyết định một khi các bạn, nhất là bạn ghi ra giấy những cái quyết định của các bạn mà sai về mặt pháp lý là đến lúc là 10 năm sau người ta vẫn lôi lại, người ta xử lý mệt lắm, đúng không? Các bạn chứng kiến vừa rồi, chứng kiến rất nhiều rồi, chứng kiến về mặt hồ sơ vân vân, mấy bạn ở trên kia làm chỉ cũng chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi, làm sao mà thấy hết được cái pháp hóa lãnh sự, thì nó làm tiết là nước nào, cái đại sứ quán cái hàng bao nhiêu ngàn cây, làm sao mà có thể xác minh một cách nhớ nhanh, mà trong khi đó rất là nhiều hồ sơ như vậy được. Thì cứ nghĩ rằng là nó cũng giống như cái trước, cũng là một cái cơ sở nó đăng ký mấy chục cái thuốc chẳng hạn, thì bây giờ thì ai biết rằng là trong một cái thuốc đấy tự nhiên lại có một cái giả ở cái mặt đó, đúng không? Nó khó, vô cùng khó trong cái chuyện đó. Đấy là những xác định như là như tai nạn đấy. Các bạn ấy thì các bạn vẫn làm việc, người ta cũng hỏi hồi nhưng vẫn quay làm việc bình thường đấy. Đúng là về mặt khách quan thì đấy là gần như là bị bẫy thì rất là khó. Đấy, rồi là đa dạng hợp lý, độ đa dạng hợp lý và cụ thể về thời gian làm việc. Các độ đa dạng hợp lý là hợp lý về cả mặt nọ mặt kia, đấy, mặt chuyên môn, mặt pháp lý thì là phải tuân thủ, nhưng mà trong hợp lý đa dạng trong cái mối quan hệ chung, trong cái quan đến các bạn là quyết định trong cơ sở mà quản lý nhà nước, mình thấy là rất là khó, đúng không? Mình phải cân đối được hết. Đấy, cân đối được, không thể nào là làm mà mất lòng bên này được lòng bên kia, cuối cùng nó kiện nhau là mình cũng chết. Đấy, ví dụ như vậy, em nói thì đa dạng hợp lý như thế, phải hợp lý hết mọi mặt, nhưng mà cố gắng đừng bao giờ vi phạm pháp luật. Nếu vi phạm quy định của pháp luật thì nó sẽ rất là khó, mình chỉ có thể là vận dụng nó và có những cái giải pháp phù hợp. Ví dụ mình ra một cái quyết định, ra một cái bởi vì thì cái việc này thì nói cho các bạn một cái câu chuyện là liên quan đến sự thay đổi về mặt hồ sơ năm cuối năm 20 đấy. Khi mà anh Long mới về bộ trưởng thì rất muốn là tháo gỡ cái khó khăn này cho doanh nghiệp. Thế nhưng mà không có căn cứ, để không có cơ sở để buộc lòng là phải xây dựng một cái thông tư. Thậm chí là còn phải đề xuất làm thay một số nghị định về sau thông tư, phải có cái thông tư hướng dẫn thôi, tới có thông tư mà được phép của cả các cái cơ sở, các cái cơ quan bộ ngành người ta soát xét, Bộ Tư pháp người ta cũng xem mà hợp lý thì mới dám ký những cái quy định mới đấy. Các bạn hình dung thế, chứ không phải là tự ý thì mình rất là tốt cho doanh nghiệp, cho nhân dân, nhưng không có căn cứ thì không thể nào mà ra được. Đấy, thì đa dạng hợp lý nằm chỗ đó. Cái đặc này thì mình muốn tháo gỡ cho nhu cầu khám chữa bệnh thì quá hợp lý rồi, quá tốt rồi, nhưng vẫn không thể làm được. Nếu như cái mặt kia về mặt quy định, về mặt pháp chế mà không có căn cứ, không thể làm được, nghĩ ra đấy vớ vẩn lại thành hỏng ngay. Thì đem ra là những cái việc đấy các bạn để ý của nó là
góc độ đa dạng hợp lý là nó khó lắm. Bạn phải nhìn được hết các góc này, bạn góc rất là tốt nhưng thậm chí có khi lại lại thành hỏng đấy. Thế nên là nó đạt được các cái tiêu chí của nó. Và hai là tính cụ thể về thời gian thực hiện. Thì chất là các cái ông doanh nghiệp bây giờ thì đương nhiên là cái này như là rất là rõ rồi đúng không? Hay là như anh thì khoán về doanh số tháng này nó phải 100 triệu, tháng 1 tỷ hay bao nhiêu đấy, anh không làm được thì trừ lương trừ thưởng vân vân, thì cái đó nó rất là rõ rồi. Thì nó đưa ra một cái thì đương nhiên nó phải, cái này nó liên quan đến cái ngay cái đầu tiên, cái smart, cái lượng hóa được nó về mặt thời gian, về mặt số lượng, khối lượng, chất lượng thực hiện, lượng hóa được nó. Khi anh đánh giá được rồi thì anh đặt mục tiêu để anh mình lượng hóa, vì nếu không lượng hóa được nó thì tất cả các quyết định ấy thì nó sẽ thành là cái hiệu gần như là không không, nó mang tính là phong trào thôi nhưng nó không không ấy, đúng không? Các bạn hình dung đến một mức nào đó chốt được là các bạn quyết định à, việc này phải hoàn thành trong ngày hôm nay đấy, thì tất cái bộ phận chức năng đấy phải hoàn thành thì nó mới đạt được yêu cầu để là cái phối hợp với là một cái mục để cho cái bộ phận khác người ta làm cái việc tiếp theo. Tiếp theo là quy trình ra quyết định, xác định và nhận diện. Cái này là cái đầu tiên. Đó cũng là cái căn bản là đóng vai trò ấy nhất, xác định được nguyên nhân lý vấn đề và nhận diện vấn đề đấy, thì là cái đầu tiên. Cũng là gần theo tôi thì nó là một như là cái đóng vai trò quyết định khó nhất đấy, định vị được nó. Mình tưởng như vậy nhưng nó lại không phải như vậy. Nhất là những vấn đề liên quan đến nhân sự, liên quan đến quản lý con người, nó hay vướng vào những chuyện là tưởng như vậy nhưng lại không phải như vậy. Nên riêng đối với các bạn thì đây chỉ có một lưu ý những quyết định liên quan đến nhân sự, liên quan cái nội bộ khách hàng vân vân thì phải có cái sự mà kiểm tra lại đúng không, đánh nhận định lại. Nên không thì đến lúc người ta quyết định nó sẽ sai đấy. Bây giờ là nó rất là lớp trẻ, bây giờ họ có nhiều cái thông thái của bọn tôi ngày xưa, biểu hiện bên ngoài, hiện tượng bên ngoài như vậy, thậm chí bằng chứng là như vậy nhưng bản chất lại không phải là như vậy. Thế nên là đấy là dễ, với phần kỹ thuật thì dễ rồi, phần kỹ thuật thì nó liên quan 100% đến chuyên môn, thì chủ cái là các bạn có đủ tầm về học vấn để làm chuyện kinh nghiệm, học vấn và kinh nghiệm liên quan đến nó thôi, chứ còn gì đâu thì là kỹ thuật thì nó là 1+1=2, quyết định nó dễ hơn. Thế là mục tiêu ra quyết định rồi thì cái vấn đề này thì mình phải xác định mục tiêu cho nó dễ thôi. Những cái mục tiêu này khắc phục được là tốt rồi, nhưng mà cái quyết định khác là phải tối ưu lợi nhuận thì mới là được, và một quyết định khác là phải duy trì được khách hàng. Nên là do cái yêu cầu mục tiêu của mình ra đấy, rồi tìm các cái giải pháp khác nhau, thì các cái giải pháp làm sao để cho nó là hiệu quả nhất. Đấy, hiệu quả dựa trên căn bản là chất lượng cái công việc của mình. Để sau khi ra quyết định là làm rồi chất lượng là tốt, rồi nó tiết kiệm, đúng không? Nên để cho nó đạt được cái hiệu quả tối ưu, chứ không phải là mình muốn làm cái việc này mình thấy đúng là nó tốt rồi, tốt rồi mình phí bao nhiêu cũng chơi, thì không phải, đúng không? Đấy. Thì cái cân đối giữa các cái mặt của cái nhà quản trị nó hơn người khác ở chỗ đấy, và nó khó hơn người khác ở chỗ đấy. So sánh và đánh giá các giải pháp thì chúng ta theo đấy lựa chọn giải pháp tối ưu, và cuối cùng là thực hiện là quyết định. Đã quyết định xong rồi, quá trình thực hiện cuối cùng vẫn là kiểm tra, thì nó nằm trong cái mục của nhà quản trị. Tuy nhiên là khi mình làm thì có cái giải pháp kiểm tra rồi. Bất luận như các bạn lưu ý, việc gì cũng phải kiểm tra, tự bản thân mình làm cũng phải kiểm tra. Tôi làm khi làm việc làm xong rồi tự mình kiểm tra, không những kiểm tra một lần cũng vài lần, nhất là những cái việc mang tính quan trọng đối với đối tác, đối với cơ quan chức năng, là làm xong rồi soạn chán chê, cân nhắc chán chê xong rồi một hồi hôm sau chữ lại kiểm tra lại, lại đưa cho người nọ người kia hỏi xem thế nào. Như thế thì khi mình đã tung quả bóng ra rồi đấy, là thu lại nó khó lắm, đúng không? Giống như kiểu như là người ta đổ nước đi rồi thì hớt lại nó khó lắm. Các bạn đã đưa ra cái quyết định, nhất là cái đoạn kinh doanh, quyết định về
cái văn bản đấy, giờ gửi đi hồ sơ gửi đi đưa đã nộp cho người ta rồi là sẽ thu lại đấy, lại phải có quy trình thu lại. Thế nên là đấy, những việc đấy thì việc quan trọng quyết định thì các bạn phải rà soát đi rà soát lại trước khi mà ra quyết định chốt nó, đúng không? Cái phần chốt đấy là cái phần đấy là phần mà trách nhiệm của các bạn luôn, quyền lợi, quyền hạn, trách nhiệm, quyền hạn và cũng là quyền lợi, nghĩa vụ của các bạn phải làm, nhà quản trị mà. Chứ còn những cái phần chi tiết khác có thể các bạn thấy là nhiều, cả đống hồ sơ, cả phòng, cả tố hồ sơ này, cả bao nhiêu file hồ sơ là chả có vấn đề gì quá ảnh hưởng quá lớn, mà tính là chỉ là hồ sơ kỹ thuật hoặc là về pháp chế, về nọ về kia tài chính ấy thôi, nhưng mà ta quyết định câu chữ vân vân nó chỉ có mấy dòng, nhưng các bạn làm sai thì lại thay đổi hẳn một cái hướng đi đấy. Cho nên là các bạn lưu ý cái phần đó, là quản trị những cái việc mà lựa chọn giải pháp và ra quyết định là các bạn, đấy là quyền hạn của các bạn. Tiền hay không nó nằm ở chỗ đấy, lợi hay hại nó nằm ở chỗ đấy. Các bạn hình dung tôi, bản thân tôi cái bộ phận đấy hồ sơ nó nhiều lắm, thậm chí cả xe hồ sơ, những tất cả những cái đó nó chả gì cả, sai thì sửa có thế thôi không sao hết, nhưng mà trong đó thì có khi có một vài tờ giấy thì lại đóng vai trò rất là quan trọng. Mình làm khác đi cái tự nhiên cái hướng nó sẽ khác đi. Nên thì đấy là cái phần ra quyết định thì các bạn hình dung là nó có các cái bước ra quyết định như vậy, đúng không? Có cái yêu cầu của nó đấy, yêu cầu của nó 7 bước, rồi là cái yêu cầu của nó 8 bước như vậy. Thì các bạn là yêu 8 yêu cầu, rồi là 3 nguyên tắc này, 8 yêu cầu này, và trình tự của nó là 7 bước ra quyết định. Thì các bạn nhớ cái đầu mục trong quá trình các bạn làm rồi ra một cái quyết định gì đó khó khăn thì các bạn lưu ý lại nhé. Tôi nhớ các bạn lưu ý là khi có những bình thường này thì nó cũng không có vấn đề gì, phải cứ phải là ISO, nhưng mà có những quyết định khó khăn các bạn nên tham khảo lại các bước, các lựa chọn nó đúng thì các bạn đỡ sai lầm, đỡ phải trả giá, đúng không? Tiếp theo đến một cái bài này là hình như là xong là hết, hai bài này thì là hết, hai bài này nó rất là ngắn gọn, thầy sẽ trình bày rất là nhanh để cho các bạn nghỉ, xong thì tí nữa chúng ta sẽ xem có hỏi đáp rồi có cái gì thắc mắc cũng như cái gì bổ sung, các bạn muốn bổ sung thêm gì thì thầy cho mình sẽ trao đổi. Tiếp nhé, bài quản trị nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực cũng là cái gì thì nữa các bạn sẽ nói thêm, các bạn nào mà có ý kiến thì sẽ đến phần cuối các bạn nói thêm. Tại sao người ta gọi là nguồn nhân lực? Trong hoạt động của doanh nghiệp thì nó có một phần là nguồn lực chính yếu, nó không có trong giáo trình của các bạn đâu, nhưng mà chắc chắn là sẽ có trong giáo trình của thế giới luôn. Các bạn muốn có muốn mở mang nó ra, muốn thực hiện thực hành nó, nguồn bao gồm là gì? Đầu tiên là tiền, đúng không? Tiền, các bạn nói là để mở doanh nghiệp không có tiền sao mở được, ít nhất phải có tiền. Cái doanh nghiệp mà tôi chứng kiến là một doanh nghiệp rất là nổi tiếng trên thế giới, nó chẳng có cái gì cả, gần như nó không có một cái gì thiết bị gì ghê gớm lắm, chỉ là một nhóm người thôi đấy, và quy trình giấy tờ thứ cái liên quan đến văn phòng thôi. Tôi không nhớ tên nó, nhưng đấy là một cái doanh nghiệp mà thẩm định của quốc tế, và để nó ký vào được cái hồ sơ thẩm định cho các bạn ấy. Chứ đây là bên dầu khí, lúc đấy tôi ở thời gian tôi làm cái đó thì là không biết là bao nhiêu tiền, giá trị cái chữ ký của nó vô cùng quan trọng đấy, vô cùng quan trọng. Chứ các bạn nguồn lực thì nguồn lực nó lấy ở đâu ra, chỗ trong cái chỗ cơ sở đó, nguồn lực nó trong đó nó chính là chỉ là con người, đúng không? Đấy là nguồn lực chính yếu của nó. Tiền nó không nhiều, tiền để xây dựng mấy cái văn phòng, mua máy tính, mua một số cái thiết bị, thế nó không nhiều. Thế nhưng mà cái uy tín của nó thì vô cùng khủng khiếp. Tôi nhận cách đây rồi, mấy năm tôi đã gặp cái đội rồi, lâu rồi cũng gặp lại.
Thế nhưng mà bây giờ các bạn phải 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 để ý ngay cái câu đầu tiên nhé. Đấy, nhiều người và tôi nghĩ chắc chắn gần như đến 1.000 người, chỉ vài người cùng lắm là vài người để ý lại thôi. Nhân sự hỏi nó nằm ở nhóm nào, nó là xếp ở đâu, nó là nguồn nhân lực, nó lại tốt lại cho các bạn nhớ. Nhân lực nó chính là một trong những nguồn lực chính yếu của doanh nghiệp các bạn. Trước hết là nguồn lực, không phải nguồn lực là nhân sự, nó nằm trong phần hoạt động, phần nhân sự nó nằm trong nguồn lực. Và giá trị của nhân sự nó chính là nguồn lực của giá trị của doanh nghiệp của bạn đó. Đó, lưu ý đấy là cái thứ nhất. Nhưng nhân sự nó có một cái đặc biệt hoàn toàn những cái khác, là nhân sự nó đẻ ra tiền, còn nhân lực là người đẻ ra tiền, tạo từ H sang H phẩy để chuyển từ T sang T phẩy, nó là con người, chỉ chẳng có cái thằng nào làm ra, máy móc chẳng qua chỉ là cái công cụ hỗ trợ thôi, vận hành, thiết kế, vận hành, đặt quyết định nó như thế nào vẫn là con người mà, đúng không? Đấy, thế nên là cái con người nó là một nguồn lực đặc biệt đấy, làm ra tiền và phá tiền của các bạn cũng là từ cái chỗ đấy mà ra đấy. Thế nhé, các bạn lưu ý chỗ đấy, hết sức lưu ý và cố gắng đừng để nó phá. Đấy là cái mà cái khó của nhà doanh nghiệp. Quản trị nguồn nhân lực là quá trình phân tích, đánh giá, hoạch định, quản lý, sử dụng một cách hiệu quả. Thế đây tôi không nói nữa, cái này nói đi nói lại nhiều lần, những hiệu quả như nào thì nãy nãy tôi có nói rồi, tôi cũng không nói sâu về cái phần này, hoạch định vân vân. Nhưng mà về mặt nhân lực nó có mấy cái này nó không, hình như không có trong, tôi thấy nó không có trong cái phần viết của các bạn, đâu tới ngoài các bạn nhớ thôi. Muốn có nhân lực thì phải trải qua cái quá trình gì, tuyển dụng, giữ đuổi, giữ, sa thải hay đuổi, nhưng mà không có cách nào khác, quy luật sử dụng nhân lao động nó sẽ là quy luật đấy, tuyển dụng, giữ, đuổi, không sai một tí nào hết, và phải chuẩn bị để tâm thế cho cả 4 cái bước đó luôn đấy. Và các bạn muốn nhân sự trong 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 doanh nghiệp của nó được cách nó lựa chọn được đúng cái yêu cầu của mình hay đúng cái mục tiêu mình đặt ra ấy, thì phải nhân 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 sự nó nhiều lắm các bạn ạ. Không, không, các bạn không sợ thiếu nhưng cũng không không có thừa, mà lựa chọn nhân sự là phải phù hợp, đấy là cái câu chốt thứ hai, là phải phù hợp. Nhưng trong cái tuyển dụng giữ đuổi nó giống như là một cái dòng nước chảy để các bạn lọc được cái nhân sự nó phù hợp nhất đối với yêu cầu của các bạn đấy. Trong cái giai đoạn dài hạn đấy, trong một cái giai đoạn, một cái mục tiêu tầm nhìn trong đấy, các bạn cố gắng là lựa chọn. Còn tất nhiên là có cái nhân lực thời vụ thì không nói nhé, thời vụ tôi nói sau. Buổi sáng thì tôi nói là cái chuyện tuyển dụng giữa đuổi thì đang nói dở. Trong bốn cái việc đó thì chỉ có giữ, sử dụng ấy, dụng vận dụng, chỉ có sử dụng trong quá trình các bạn đang sử dụng hoạt động, các bạn hết sức chú ý là các bạn phải lựa. Chỉ có sử dụng, dụng nhân dụng mộc thì các cụ chỉ có nói mới thế thôi, còn tất cả ba cái việc kia còn lại đã muốn làm mà phải làm quyết liệt, làm rắn. Đấy, tuyển, và các bạn muốn tuyển được được người giỏi là các bạn phải quyết liệt. Đấy, thậm chí đủ mọi thứ, mọi cách chứ không đơn giản đâu nhé. Các bạn ấy hình dung được, không phải trên phim ảnh cái chuyện chỉ cuộc chiến tranh về mặt nhân sự, lôi kéo những nhân sự mang tính có tài mà có tật ấy. Mặc dù chỉ tuyển nó vào cái nhóm là nó khai thác thôi, nhưng mà nó cũng vô cùng là khó, chứ không phải nó nhóm leader đâu nhé, nhóm dẫn dắt. Tuyển dụng giữ đuổi thì chỉ có mỗi một dụng, còn đâu tuyển giữ và đuổi các bạn đều phải quyết liệt thì mới thành được. Nó lại đi cái thứ hai là giữ cũng phải giữ quyết liệt. À, nó không ở được, thậm chí nó không thể nọ thế kia, thì các bạn phải tạo điều kiện, nếu khó khăn về mặt gia đình cá nhân các bạn tìm cách để tạo điều kiện tối đa này thôi, đấy, tối đa này thôi, thế để làm sao để cho người ta an tâm, người ta làm việc cho các bạn, hoặc đuổi đúng mọi cách để cho nó chán thì nó đi, hoặc cái nọ kia nó đi, hoặc là thậm chí là như tôi lấy một số doanh nghiệp nước ngoài sẵn sàng ở Việt Nam là sa thải thì bù 3 tháng lương, nó bù 6 tháng lương luôn để cho mày đi.
nó không dùng nữa, nó không cần nữa, nhu cầu chỉ thế thôi, cho hẳn 6 tháng lương. Nên doanh nghiệp nước ngoài nó rất là tuân thủ pháp luật về lao động của Việt Nam. Việt Nam là phải bù 3 tháng lương, nó bù luôn 6 tháng, nó cho chuẩn bị, cho 6 tháng chuẩn bị việc mới, không dùng được. Đấy, sau đấy là hết. Các bạn nó như thế, nhưng mà nó đúng với kiến thức của nó luôn đấy các bạn ạ. Việt Nam mà chưa, hình như chưa làm được cái việc đó đâu, ít ít chỗ làm lắm. Tôi chưa thấy. Tuyển cũng quyết liệt, cũng là chiếm, ví dụ như một số cái thằng tư nhân bây giờ, những bệnh viện tư nhân vào hẳn những cái bệnh viện nhà nước, nó dám vào, nó thuê người đi tìm, à ví dụ cái khoa này là khoa khoa nhi chẳng hạn, có 15 bác sĩ, hỏi cho tìm hiểu xem bác sĩ nào giỏi, bác sĩ nào là làm chuyên môn tốt nhất cho người, và đặt vấn đề khởi điểm gấp đôi lương đang 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 hưởng, thậm chí gấp ba lương đang hưởng, cho ngay, không phải thử việc gì cả đấy. Các bạn hình dung nó làm thế, đâm ra là những bác sĩ giỏi, tất nhiên là không phải tất cả, nhưng mà bác sĩ một tay nghề khá, thường là chuyển sang mấy cái thằng tư nhân để làm là như thế. Nó phải gọi săn đầu người đấy, đúng không? Giữ nó cũng phải thế, và đuổi nó cũng phải đuổi, nó tìm đủ mọi cách nó làm đấy. Thế nên là các bạn lưu ý là cái quản trị nguồn nhân lực là đầu tiên, là làm để sắp xếp được cái, để có được cái nguồn nhân lực theo ý của mình ấy, nó phải thế đã. Nhưng sau khi có rồi, tuyển được rồi, à, dùng được rồi và giữ được rồi, thì các bạn phải lưu ý sắp xếp cho đúng cái nhóm của nó, đúng không? Nhóm nào là nhóm, chỉ có bốn nhóm: nhóm phục vụ, nhóm leader, nhóm khai thác và nhóm thời vụ. Nhóm thời vụ cũng là khai thác, nhưng khai thác cho thời vụ, thế cần thì thuê, không cần thì thôi. Còn những nhóm mà khai thác kia có thể nó lâu dài, nhưng nó chỉ là gọi là nhóm đi cày, cày trí tuệ hay cày cày công sức, thì đấy là nhóm đi cày. Mình hiểu. Còn cái dẫn dẫn dắt ấy. À thì mày cày thẳng hay mày cày dọc hay mày cày ngang, hôm nay mày cày hay ngày mai mày mới cày, thì cái chuyện này chỉ dẫn dắt, cái chuyện đấy là cái nhóm leader. Là con phục vụ thì là cái nhóm mà kiểu gì thì kiểu, nhưng mà 7 giờ sáng, 8 giờ sáng là phải đến quét nhà, đun nước các thứ, sắp xếp cơm nước, rồi nước non, cà phê để tiếp khách, vân vân, trang trí vệ sinh nhà nhà cửa. Đấy là mình nói nôm na thế để cho các bạn hiểu. Nhóm đấy là nó duy trì. Nhưng cái nhóm mà nội trợ ấy, mình sẽ hiểu nó phục vụ, đôi khi nó lại là cái nhóm hỗ trợ các bạn rất là tốt, hỗ trợ các bạn rất là tốt, bởi vì đấy là cái nhóm mà phục vụ liên quan đến cái nội vụ của các bạn. Mặc dù là cái nhóm đấy không đòi hỏi gì nó quá cao, hay là nó cũng không cần gì phải phải cao to búa lớn, thậm chí cũng chẳng cần phải đào tạo gì quá hay là thúc đẩy đấy. Thế nhưng cái nhóm khai thác ấy, nó mang lại lợi cho các bạn rất nhiều, nhưng đôi khi nó lại đối kháng với các bạn không ít, đúng không? Lợi ích rồi là cái công việc. Thì các bạn lưu ý cái phần quản trị nguồn nhân lực thì các bạn lưu ý như vậy. Đầu tiên, để có nhân lực được thì các bạn phải qua cái việc tuyển dụng, giữ, sa thải. Có nhân lực rồi, các bạn muốn làm nó được, thì các bạn phải lựa chọn cái vận hành của nó dựa trên cái đánh giá, phân tích, phân loại, sắp xếp vào bốn cái nhóm để các bạn sử dụng làm sao cho nó đúng. Các bạn xếp sai nhân sự là các bạn hỏng đấy nha. Đây vẫn là cái các bạn lưu ý chuyện đó, xếp sai vào vị trí. Thế nên cái việc đánh giá, xác định nhân lực là một những việc rất là khó. Các bạn phải tham khảo nhiều chiều, đánh giá một người là tham khảo nhiều chiều, không phải chủ quan. Các bạn thấy vui nhất là anh nào làm ra ông chủ ông đậu thế, cô này trẻ tốt nghiệp đại học vân vân, rồi chân dài xinh đẹp, bao cảm tình nói năng hay hay, thì thế là xếp ngay vào vị trí, thậm chí là thư ký trợ lý hoặc là văn phòng tiếp tân ngay, cũng không phải đâu các bạn. Qua quá trình thử thách, bài cuối cùng của các bạn là bài văn hóa doanh nghiệp, thì cái này nói ngay từ đầu rồi, đúng không? Cái văn hóa doanh nghiệp thì vừa mấy hôm vừa rồi, nãy tôi nói lại, mấy hôm vừa rồi truyền thông của nhà nước cũng đưa những chuyện văn hóa của cái nền kinh tế xã hội, vì nó một hồi thời gian thay đổi nhiều quá, nó cũng có những cái nó có cái thì rất là tốt, nhưng có cái thì lại khi nó cứ loạn xì ngậu, nó chẳng biết thế nào mà lần
Rồi là chủ yếu là kinh tế thị trường liên quan đến cái chuyện mà lợi nhuận nọ kia, rồi ảnh hưởng đến cả cái việc mà đi thi nhau đi tài trợ, đi nhau đi làm từ thiện. Chẳng tôi cũng không rõ được bản thân sau kết luận như thế nào, nhưng mà tôi thì từ thiện thì thế nào thì mình đánh giá đấy là cái việc tốt. Thế nhưng mà cái thông qua cái việc từ thiện hay lại liên quan đến chuyện tiền nong thì nó lại thử cái mặt trái của nó, cái người đi làm ấy là về cái giá trị cốt lõi đấy, cái này là nó là sứ mạng ấy. Thế là lại cái phần mà hoạch định cái phần doanh nghiệp, phần chiến lược ấy là sứ mạng là không đúng, đúng không? Sứ mạng của anh đi làm thì sứ mạng là anh đi cứu trợ người ta thì anh phải 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 mang đến cho người ta, thì anh bớt lại gì, đúng không? Nếu bớt lại không bớt lại thì cũng để anh phải báo cáo cơ quan mà nó có thẩm quyền thì người ta biết được cái việc đó, thì ai có nói gì anh đâu. Nên là thứ nhất là chuyên môn chẳng có, chuyên môn về mặt đi 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 làm từ thiện cứu trợ không có. Đấy là hoàn toàn là xuất phát từ, ít nhất là xuất phát là từ cái tâm thôi, từ cái lòng tốt thôi. Cái hai là cái luật pháp cũng chẳng nắm được cái gì cả, nên cho người ta về chẳng biết báo cáo ai, rồi số liệu dữ liệu lưu trữ ở đâu. Đấy, nhưng liên quan đến xã hội cộng đồng là nó liên quan đến pháp luật mà, cho nên là các bạn lưu ý chuyện đó, người ta nói cũng sai, có những cái là hơi quá, thì tôi nghĩ là nó không sai vì các bạn chuyên môn các bạn chẳng có. Nếu mà nói như vậy thì nó đi nó lại như vậy, thì nếu mà cãi ngang thì bảo tôi thấy người ta đi sai thưa bác, đấy, một cây người ta phạt ách người ta lại, thì các bạn thành cảnh sát giao thông không phải, đúng không? Chức năng nhiệm vụ phải có, phải đúng ca trực anh mới được ra đấy đứng để anh điều hành giao thông, còn nó không có anh ra đứng người ta cho anh đi tù ngay đấy. Còn cái kia là xuất phát từ lòng tốt thì không ai người ta ủng hộ cả, nhưng anh phải ít nhất là trong cái lúc cấp bách anh có thể chưa chưa kịp tìm hiểu, thì sau đó là anh phải đến cơ quan cái chính quyền địa phương để anh làm sao để cho nó kín kẽ thì mới được, đúng không các bạn? Chứ phải những cái việc đó nó tưởng là tốt nhưng cuối cùng lại thành đối với người làm đôi khi lại thành là không tốt, mặc dù là hoàn toàn là ý tốt đấy. Thì cái đấy là cái đấy, cái văn hóa, cái văn hóa bài cuối cùng là những nhân tố hình thành văn hóa doanh nghiệp, và xây dựng văn hóa doanh nghiệp là cái đầu tiên cũng như là cái cuối cùng để các bạn nên làm, cần phải làm và duy trì. Có một cái văn hóa doanh nghiệp thì nó là cả một quá trình, chứ nó không phải, và cái đầu tiên để tác động đến nó là chính cái thằng leader đó. Đúng không? Cái thằng leader mà nó chẳng có cái nó là cái thằng mà nó có năng lực, có trình độ, có cái khả năng quản lý tốt, lại thêm óc hài hước vui vẻ, cái tư duy tốt tích cực, lại quan tâm hỗ trợ mọi người vân vân, đại loại thế. Nó đều tự khắc tất cả mọi người xung quanh nó đã chưa chưa xây dựng, nó đã có một cái văn hóa giống tao rồi đấy, nó giống như vậy đấy, đúng không? Cái văn hóa đấy là có chắc chắn luôn. Nhưng mà nếu người ta nên nó chẳng để ý gì cả, nó chỉ suốt ngày tiền tiền thì tự nhiên thì chủ có tốt đến mấy vào đấy rồi ngồi cũng lại loanh quanh lại tiền tiền với nó thôi đấy. Thì các bạn hình dung nó là như vậy. Thì cái văn hóa doanh nghiệp nó phụ thuộc chính đầu tiên vào cái tư tưởng, ý thức của cái thằng leader trước đã. Thì các bạn, nếu các bạn làm leader thì các bạn phải hình dung cái đó, thì cái doanh nghiệp của bạn nó mới có hay không có văn hóa, đúng không? Chính xác luôn đấy, tôi nói có những văn doanh nghiệp cảm giác như nó chẳng có văn hóa đâu, chứ không, tôi không nói sai đâu. Thế nên là các bạn, nếu các bạn xác định làm leader thì các bạn phải có cái nội dung này trong cái quá trình quản trị của mình, đúng không? Văn hóa trọng việc, văn hóa trọng ấy, tuy nhiên là nó vẫn theo cái quản trị mới, không phải là mình cũng muốn xây dựng văn hóa là hơi chi là coi thăm hỏi rồi nọ khi cũng cứ làm như là mình là cái người quan tâm lắm, nhưng thực ra cái bụng thậm chí là 100% chẳng có cái gì cả, nhưng mà cứ giả vờ ra vẻ như là mình là quan tâm đến người nọ kia, ốm tí thì hô hào đi thăm, đúng không? Rồi là hết người đấy xong lại đến mẹ vợ, bố mẹ vợ, rồi là họ hàng cũng lại lôi ra để tôi chứng kiến cái đấy nhiều rồi. Và chỗ tôi bảo không, đại diện thôi, cứ cử đại diện đi thôi, tôi không đi
Đấy, đại diện thế thôi. Trừ trường hợp song thân phụ mẫu người trong nhà có những việc gì thật đấy thì mình mới quan tâm đến cái mức mà quan tâm nó thật lòng, mình quan tâm kiểu như nó để lôi kéo những cái gì đó thì nó có phải đúng không? Với môi trường mới nó không giống như thời bao cấp là mình lôi kéo cả đoàn đi một 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 chị sinh con cả đoàn đi nghỉ đi thăm cái chiếm hết thời gian của kinh doanh gần đâu nữa mà. Thế thì cái đấy là cái mà gợi đầu như thế. Ở đây thì có những khái niệm đấy là vẫn là những cái văn hóa là cái nếp cái một những cái mà cái gì những cái giá trị mà gần như tồn tại song hành những là cuối cùng sau khi doanh nghiệp người ta có thể phá sản cái đấy nhưng người ta vẫn có những cái văn hóa chung của cái nhóm đấy tồn tại cái nhóm làm việc với nhau rồi vẫn còn tồn tại với nhau được đấy. Thì mấy cái nhân nhân tố hình thành đây nó có nhân tố là quan niệm kinh doanh nảy sinh từ quan niệm của doanh nghiệp đấy, quan niệm về văn hóa tinh thần của người sáng lập như là quan niệm về sống cách nghĩ và cách tính của người sáng lập thế rồi là quy phạm hành động hàng giờ như mức độ trách nhiệm tính độc lập và cơ hội và cá nhân trong doanh nghiệp có được khi thực hiện một nhiệm vụ độc lập đó thế rồi về cấu trúc tổ chức thì nảy sinh hệ thống quản trị doanh nghiệp mức độ về quy tắc điều lệ rồi môi trường xã hội bản sắc văn hóa rồi các cái phong trào đấy tôi thì tôi như văn hóa doanh nghiệp và tổng hợp văn hóa cũng nghĩa là đi ca hát tôi quan điểm nó khác tôi nghĩ là nó khác đấy các bạn thì văn hóa không phải đi thăm bà đẻ văn hóa không phải là đi thăm người ốm hoàn toàn là như vậy tôi nghĩ là với một cái khái niệm mới nhất ấy, thì các bạn lưu ý này nhà quản trị văn hóa trong doanh nghiệp là bây giờ nó là văn hóa quản trị phục vụ đấy, đầu tiên là như thế nào cái gốc nó bắt đầu từ thế nào nên các bạn này phải có cái hỗ trợ các bạn phải có cái tạo điều kiện của cấp dưới của mình như thằng phó đến thằng trưởng phòng của các bạn thì các bạn sau này người ta mới quan tâm đến người ta mới xây dựng cái môi trường cho các bạn đúng không nó tích cực nó phải từ gốc nó ra trong công việc người ta có một gốc tư tưởng tốt cái hành vi như cái thái độ tốt thì cái văn hóa bên cạnh này ví dụ là sinh nhật rồi là mùng 8 tháng 3 rồi là hay là người nọ ốm đau thì người ta mới có thái độ tốt đúng mực nhưng mà các bạn đấy nó không phải là cái việc mà nó gần như là kiểu như hình thức thì nó không hay thứ hai là bên cạnh đó thì các bạn ngoài cái việc mà hỗ trợ để công việc của chung nó tốt rồi và để có kết nối giữa các bộ phận với nhau rồi thì có thêm những cái tôi cho nghĩa là gia vị cho cái việc đó ví dụ như là sinh nhật thì phải có chế độ và có tiêu chuẩn có quy định là nó sinh nhật thì nó có tiêu chuẩn mấy trăm nghìn gì đó hay là nếu mà tặng thì tặng một bó hoa hay tặng cái gì là tùy các bạn thôi nhưng mà hoặc là cái người mà ốm đau thì nó có một cái quà gì đó đấy. Và chỉ cử một hoặc hai người đến đại diện thôi kéo đàn kéo lũ đi bỏ hết việc thì không được đúng không? Không có thì nó cũng thành là cái chuyện mà nó hơi dửng dưng có là mức độ nào là phù hợp thì cái đấy các bạn lưu ý nhưng cái gốc của nó vẫn là từ công việc cụ thể công việc gọi cấu chính của cái cơ sở của các bạn công việc chính của cơ sở các bạn mà nó suôn sẻ là tốt được thì văn hóa thế nào các bạn chơi được hết đúng không Thầy các ơi, bạn em này ra ngoài một tí ạ. Thầy ơi, em ra ơi ngoài tí. cái phần này sắp hết rồi chắc là tí mấy phút là hết thì xong mình nghỉ giải lao rồi xong rồi thì đấy thì tôi nói về cái mặt văn hóa để thay đổi nâng cao chỉ nâng cao trình độ văn hóa của tổ chức mình thì các doanh nghiệp nên tham khảo ba vấn đề cốt yếu là trước khi thay đổi văn hóa phải xác định rõ khuyết điểm văn hóa hiện tại trong cái văn hóa hiện tại khiếm khuyết hay nếp văn hóa của doanh nghiệp phải hỗ trợ thực hiện thành công chiến lược phát triển đấy phải 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 hỗ trợ cái sự phát triển của cái thành công của cái chiến lược hay công việc chung đã công việc chính của nó đã đúng không và cái thứ ba là các cá nhân phải phải đồng tâm thay đổi hành vi họ để tạo ra môi trường văn hóa doanh nghiệp như mong muốn thì cái văn hóa đó là cái cốt lõi nó chung nhưng nó lại gắn liền với chung cho mọi người đấy nên là các bạn định mức nó phải mức độ rất là phù hợp đúng không ở đây nó có mấy cái ý đấy thì tôi chốt lại cái phần này để cho các bạn khiếm khuyết cái văn hóa cũ
Thì nãy tôi nói phần vốn nó cũ rồi, ví dụ đi thăm một người ốm thì cả phòng mấy phòng kéo nhau đi lấy cả xe công ty đi, thì phần bảo cấp thì nó được như thế, chứ bây giờ mà làm thế chết các bạn đúng không? Đấy, ví dụ như vậy thì trong trường hợp đó mình nó có cái khiếm khuyết, có cái tốt của nó là đi thăm người ta, động viên người ta thớt rồi, nhưng mà cái khiếm khuyết của nó như thế thì lấy đâu ra tiền để các bạn bù vào chi phí để làm việc đó đúng không? Thì các bạn phải định mức nó ra, chỉnh lại một chút, chỉnh lại một cái đấy ra đúng không? Cái thứ hai là hỗ trợ việc đấy, thì đấy tôi nói cái đầu tiên thì văn hóa, đầu tiên là văn hóa phục vụ, văn hóa hỗ trợ trong công việc, cái đấy mới cần phải xây đầu tiên, cái đấy mới quyết định những cái đằng sau này. Các bạn hàng ngày suốt ngày chỉ đấu đá suốt ngày lộn xộn, tự nhiên để vẽ ra cái chuyện đi thăm, nó nhìn mặt nó đã ghét rồi thì thăm cái gì nữa đúng không? Nên là cái đó là các bạn phải lưu ý cái gốc trước rồi mới đến cái ngọn. Tất cả cái sau này tôi vẫn đánh giá là đi ăn đi uống các thứ xong nghỉ hát hò rồi vui chơi vân vân, nó chỉ là cái ngọn hỗ trợ, chứ còn nếu nó không phải là cái gốc để tạo ra cái nền tảng, người ta đi có thể người ta chả cần phải hoành tráng đâu, người ta rất là vui vẻ, nhưng mà đi mâm cao có để người ta ngoài mặt vệ đằng sau nó ghét cái thằng leader chẳng ra cái gì thì giải quyết cái vấn đề gì đâu đúng không? Và cái cuối cùng là đồng tâm, các bạn muốn đồng tâm nó phải rất hết sức cân đối. Ví dụ như là người ốm, tôi kinh nghiệm này, ví dụ người ốm thì trong công ty, ví dụ là trong cái cơ sở thì là tôi thì lương có nhiều mức khác nhau các bạn, nếu mà trong các bạn trong cơ thì các bạn là thôi đóng góp 100.000 thôi, 50 hay 100.000 thì đó thôi, đến những cơ sở nhỏ sản xuất nó còn thấp, lương thấp hơn nữa 50 thôi, nhưng mà tóm lại cơ sở kinh doanh thì thôi tối thiểu là bình quân là tôi chỉ huy động 100.000 thôi. Còn các bạn muốn hỗ trợ thêm hay là bạn bè thân thiết thì chuyện các bạn không liên quan đấy, thì mọi người đều có khả năng. Bây giờ các bạn mà đóng 500 thì bây giờ thì mấy ông ở dưới bảo vệ, mấy ông ở dưới vận giao nhận ấy thì lấy đâu ra tiền, lương có 7 8 triệu, chục triệu một tháng lấy đâu ra mà đi mà 500 đi hỗ trợ người ốm thì không được đúng không? Khó lắm các bạn thì đúng không? Đấy, thế là mà lại tháng lại mấy người ốm thế thì hết lương người ta rồi, lại thêm mấy cái đám cưới nữa, thế thì không biết là lần mò kiểu gì, thì nó phải thực tế cho đấy, thì nó phải là làm sao để vừa cái mức để mọi người đều có thể tham gia được, chỉ có mấy chục thôi cũng được không sao, một cái mức tối thiểu nhất, còn đâu thì mỗi người khác thì thôi, ông đại gia thì ông có thể muốn thế nào, ai không ai không ai phản đối, cũng ai không ai cấm, cũng không ai ý kiến gì hết cả đấy, thì đấy là cái ba cái yêu cầu đấy, thì tôi cho là cái đấy là một trong những cái mà nó là cần, cũng là cái cuối cùng, cũng là bài cuối cùng ở trong cái hoạt động quản trị, thì nó là cái cuối cùng còn lại của doanh nghiệp, mặc dù nó có thể là các bạn chưa quan tâm lắm đến chuyện này, nhưng mà tôi cho là cái giá trị nó rất là lớn nếu như các bạn xây dựng được, để xây dựng được nó thì nó phải kết hợp tất cả những cái việc trước đây chúng ta đã học, và cuối cùng là làm sao để thực hiện nó với mức độ là để cái công việc nội chính, cái văn hóa tạo nên từ cái nền nó đã, còn sau đó thì những cái khác tôi nghĩ là anh em không tiếc, anh em có tham gia hết. Thế thì cái phần bài 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 này tôi kết thúc ở đây, chắc các bạn là chắc là nghỉ giải lao một chút nhỉ. Cái cơ chế với cái cả các cái thị trường ở Việt Nam ấy thì em cũng là cái dân mới sang cho nên là cũng chưa đánh giá nhìn nhìn nhận nó cụ thể được. Thì cũng cũng tham khảo ý kiến của thầy xem là mô hình sắp tới của các cái ngành dược và các công ty dược thì nó sẽ đi theo chiều hướng như thế nào. Đấy. Ví dụ như là thế giới di động thì họ mở rất rất là nhiều các cái nhà thuốc ở trong các cái siêu thị rồi. Đấy, tương tự như vậy thì các đơn vị khác họ mở rất là nhiều. Thế thì cái mà bọn em mà nếu mà ra mà lại mở nhà thuốc ấy thì em nghĩ là cũng rất là khó khăn đấy. Và thì quan điểm của thầy thì có thể là Thầy hiểu ý em rồi. Thế bây giờ mình là ở một cái lĩnh vực khác, không sang lĩnh vực dược. Để nói là mà cái nhất là nhận định là 10 năm nữa mà có sự đột biến ấy, thì nghĩ là cũng hơi khó. Luật dược 2005 đến 2016 này thì cũng đã đưa ra những cái chiến lược thay đổi rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng thì cũng vẫn dậm chân tại chỗ, và một số cái mục tiêu ví dụ như là công nghiệp hóa dược, công nghiệp dược. Tại vì cái ngành dược này thì nó có cái đặc thù riêng, nó rất là phức tạp. Đấy, nó chỉ đi theo cái ngách được thôi. Chứ chứ để tổng thể mà để mà thay đổi như thế đấy, nó loanh quanh nó cũng khó, quay đi quay lại.
Nhưng cuối cùng thì nó vẫn là để một cái phục vụ, là cái cung ứng hàng phục vụ cho cái khám chữa bệnh, thì ta cái thị trường ấy, các cái nhu cầu căn bản là nó vẫn thế thôi, tăng trưởng thì cũng không phải là mới, mà nhất là cái sau đây các em ra trường trong cái bối cảnh năm 22 mà kinh tế nó vẫn vẫn như vậy, thì chủ yếu trọng trọng tâm vào mấy cái sản phẩm chính phục vụ thiết yếu và phục vụ về về, về cái dịch dã vừa rồi đấy. Bây giờ nói là thế giới di động hay những cái chỗ khác mở mở quầy thuốc trong đấy thì cho những cái nhà thuốc đấy cái hiệu quả chắc nó không phải là cao lắm đâu, không đánh giá cao với cái chuỗi kiểu nhà thuốc như vậy. Đấy, Vinhome, Vincom, Vingroup đầu tiên định làm sau rồi cũng cũng hình như cũng cũng vẫn tồn tại đấy, chứ còn thực ra phát triển được mấy. Đấy, rồi nhiều cái doanh nghiệp cũng mở ra chuỗi, cái một cái phát triển nó được mấy, rồi cái đợt trước năm ngoái làm với cái City Pharma thì trong kia rồi cũng lại phá sản, rồi một số cái cái thay đổi với cái ngành nghề nó theo thầy nghĩ nó không có cái gọi như là đại nhảy vọt hay một sự đột phá, nó không phải là cái hàng như kiểu hàng tiêu dùng khác. Hàng tiêu dùng khác nên tuy nhiên rằng là nó cứ cung cầu nó cạnh tranh mon men thì cái người ta mở ra nó vẫn cứ tồn tại được đấy, nó lại có cái cái chiều như vậy. Quầy thuốc nhỏ lẹt đẹt ở quê nó vẫn cứ tồn tại, nó người ta chưa đóng cửa có nghĩa nó vẫn duy trì được, nó vẫn tồn tại được đấy, nhất là nhà thuốc gia đình được. Thế doanh nghiệp lớn cũng như chỗ thầy chẳng hạn cũng là một doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp làm những cái chiều sâu của nó đấy. Lớn hơn nữa thì có những cái hãng lớn ví dụ như là đấy, nhưng mà tuy nhiên là một số cái lớn bây giờ hầu hết đã lại bán ra nước ngoài, là tư nhân hết, tư nhân bài nghề người ta đầu tư vào rồi. Thì tất cả mọi cái định hướng chốt lại cho bản thân em ấy, chẳng hạn thì vẫn phải phụ thuộc vào cái nguồn lực của em, cái điều kiện của em. Giờ nếu mở nhà thuốc thì căn bản nhất đấy vẫn là theo thầy nghĩ là ngoài kiến thức chuyên môn ra ấy, thì cái đầu tiên là mình phải có cái điều kiện về mặt kinh tế, chọn cái địa điểm. Nếu em say với nghề và em có điều kiện làm xây dựng, thực ra là đột phá ngành xây dựng nó sẽ nhanh hơn là ngành dược rất là nhiều, nhưng mà thua lỗ nó cũng sẽ nặng hơn rất là nhiều, đúng không? Xây Vâng, dựng ví dụ đúng mình đúng đầu tư bất động sản mà không cẩn thận thì mình thua lỗ nó cũng nặng lắm, không đơn giản, đúng không? rồi. Thế nhưng ngành dược thì cũng thế đấy. Tuy nhiên là nếu em làm về 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 xây dựng rồi ấy, thì em có một cái điều kiện rất là tốt, thì em có thể là lựa chọn là cái địa điểm nó ăn nhau, vẫn đầu tiên vẫn chốt lại là bán lẻ là ăn nhau là cái địa điểm, cái khu vực dân cư văn hóa tiêu dùng ấy, tiêu dùng ấy mà nó thuận lợi cho mình ấy, thì là mình mở ra là sẽ có triển vọng. Thế tuy nhiên có một cái lưu ý nữa, cái lưu ý này là cái cửa hàng mình mở ra tối thiểu nó phải đạt được sự ổn định, nếu của mình thì là tốt nhất, của mình thì mình xoay sở mình duy trì được nó, mình phục vụ vân vân các thứ, thì là mình sẽ không sợ rằng là cái chuyện mà đến lúc phấn đấu làm được rồi chủ nó đến nó đòi nhà, cái chuyện đây là thường xuyên đó, thì nó sẽ phí công mình ra đấy. Chứ còn thì nghĩ rằng là nó trăm hoa đua nở, nó cũng chẳng có cái gì nó không mở cả, tại vì thuốc đâu những cái khác nó vẫn mở mà, mở sinh lão bệnh tử nó cũng là quy luật của mấy cái doanh nghiệp ấy thôi, nó là chuyện rất là bình thường đấy, chẳng sợ gì mấy cái thằng chuỗi đâu. Vì những cái ngành dược Vâng. mấy thằng chuỗi thực ra theo thầy đánh giá là chưa chắc đã có hiệu quả lắm đâu, và một số có như số lớn là một số thì phá sản, một số thì nghĩ rằng là mình làm đến cái ngành dược nó không phải theo cái kiểu những cái hành tiêu dùng, nhất là tiêu dùng xa xỉ, không phải, mặc dù trong luật thì người ta cũng đã mở ra những cái đấy, những chuỗi nhà thuốc rồi là kệ thuốc chẳng hạn. Thì tuy nhiên là nếu như em có mục tiêu ấy, một mục tiêu là mở nhà thuốc và với điều kiện mình đã từng làm xây dựng rồi ấy, thì em có một cái thuận lợi là em nắm được cái về mặt xây dựng, về mặt dân cư vân vân. Thế thì vấn đề ở đây nó nằm ở chỗ là mình lựa chọn được địa điểm, và cái thứ hai nếu như em đã đi làm lâu vậy mà có điều kiện được thì tốt nhất là mua được một cái địa điểm, ví dụ như một kiosk, một cửa hàng gì đó
nhỏ thôi, không cần lớn đúng Mà. không? Tốt thì thực ra nếu mà thấy nó mới thì nhất là mới, mình chỉ cần 25 30 mét vuông, 30 mét vuông tốt lắm rồi. 25 mét vuông là được rồi. Đừng có to quá. Đấy. Riêng nhà thuốc em đừng có mở quá to. Quá to thì thực ra là cái nhất là em trưng bày trả tiền đâu mà để thuốc vào đấy cả. Đây theo kinh nghiệm thực tế. Khi em phát triển được rồi á, đấy, và nhu cầu cần phải mở rộng thêm thì hãy mở rộng. Đấy, tức là cái với cái phạm vi mình đang có thì là mà không đủ chỗ để sức chứa để phục vụ thì lúc đấy mình hãy mở rộng. Chứ còn bình thường ra thì chỉ nên tầm đấy thôi, 2 là 3 mét vuông là cùng, để cho nó có một cái không gian phù hợp với cái kinh doanh. Đấy, còn kinh doanh được hay không được là còn do các cái chính sách khác của mình đấy chứ. Các cái nhà thuốc thì đâu có phải là nó có phải chỉ có bán lẻ không đâu, thực ra nó cũng đi nó đặt hàng, nó cắt lô với nhau, nó đi nó cũng đi bán sự xung quanh, nó vẫn làm ấy mà. Thì tôi Mà. nghĩ là nếu mà em có một cái tư duy theo góc độ mang tính nhỏ vừa thì cũng không sợ chuyện mở hay không mở hết đâu, đóng vẫn đóng, Mà. mở vẫn mở bình thường, chả sao rồi. Đấy. Mọi người khác làm mình làm cũng không sao hết, vấn đề là mình lựa chọn làm sao để có cái phù hợp nhất với mình và có cái khả năng là mình có thể là duy trì, mình phát triển được cái duy trì được ấy. Thầy sợ nhất là cái chuyện mà đi thuê nhà cửa hàng xong một hồi kinh doanh 3 năm thậm chí 5 năm xong gây dựng nó phát triển được, chủ nhà Đúng đó, rồi, mà đấy là cái khó thì nhất. đến lúc mà mình phát triển được thì lại không 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 không, không ngồi được ở đấy mà Đấy, mà đã thay đổi địa điểm cái nó ảnh hưởng lại rất là mất nhiều. khách Đúng. mà. Đấy. Và cái thứ hai là lựa chọn những người bán hàng, nếu mà mình đứng bán hàng trực tiếp được thì tốt, của mình đứng bán hàng được, vợ chồng bán hàng được thì tốt, còn không thì tuyển người cũng phải là cái người nó ổn định. Vì riêng đối với nhà quầy thuốc thì thầy kinh nghiệm là nếu mà thay cái người bán hàng doanh số tự nhiên thầy đã thay ngay. Đấy, cái cạnh nhà thầy đấy hôm trước đã nói ví dụ đấy. Cô tên là Huệ, người Tuyên Quang đầu tiên mở ra đây bán ngày 10 mấy triệu, mà cái khu xa xôi như Hà Đông mà bán 10 mấy triệu thì À, giỏi là tốt lắm rồi đúng không? Đấy, mà cửa doanh hàng thu thế là tuyệt vời đấy mà. nó to. Thế nhưng mà để cố thay một cái là chỉ xuống còn 5 triệu, mình xem sổ mà, vì ngày xưa quen thân ngay cạnh nhà đấy. Thay 5 triệu một nhà khác làm ở trên chỗ tổng công ty dược chỗ Láng Hạ về mua lại thì chỉ còn độ mấy trăm nghìn triệu bạc, hơn triệu bạc, xong một hồi là coi như xóa Lại bỏ đấy. Thì mình phải thấy cái đặc thù, chẳng sợ gì cái thằng chuỗi, chuỗi thì nó có mà. cái mạnh của thằng chuỗi, nhưng mình bán lẻ nhỏ lại có cái chuỗi, nó chủ yếu là cái nhà thuốc ấy, thì có mấy cái đối tượng chính, nhưng chính đầu tiên là cái hàng quen, và tóm lại khách hàng ở khu dân cư, mình cứ phục vụ tốt mà giá cả hợp lý, mà cái tư vấn là mình tốt nữa ấy, thì là mình sẽ giữ được, chứ không phải là mình đánh bóng nó lên rồi mình bán giá cao lên chả được. Nó không giống như cái hàng tiêu dùng, hàng xa xỉ đấy. Nào bây giờ cũng thế rồi ạ, bây giờ phải giữ được khách Đấy, thế thì không giữ khách thì là cái bán hàng thực chất đó là cái việc là phải giữ khách. Nên giữ khách thì nếu mà mình mà kiểu như mình đầu tư chuỗi hay là đầu tư vào cái chỗ di động hay chỗ gì đấy trông nó rất là long lanh, xong lại giá lại tăng nó lên ấy, thì là rồi một hồi người ta cũng bỏ thôi. Cái thuốc này giá nó cập nhật dễ lắm, nhà thuốc khắp mọi đúng. nơi mà. Nó rất là dễ, trong đó thì nói thế không có nghĩa là không có cơ hội, trong đó thì bây giờ nó sôi đỗ thì mình phải là mình cũng có những cái mà sản phẩm mình có cái tỷ suất nó cao hơn, thì cái đấy nó chỉ là một số rất là ít trong cái cơ cấu hàng của mình thôi đúng không. Đấy, thêm nữa là phần mình bán hàng nọ hàng kia, hàng lô hàng trôi, hàng quay đầu vân vân, thì thực ra nói là cái võ vẽ bán hàng bên ngoài ấy, thì là ở nhà thuốc thì nó nhiều cái chứ không phải chỉ có đứng để chào bán mấy cái lọ bán lẻ đâu. Nếu như Vâng, em xác định là nó là ổn định thì em phải xác định nó như vậy, đấy là cái thứ nhất đúng không. Mà ổn định được cái đó là cũng rất là tốt đấy, nếu mà duy trì ổn định thì nó là tốt đấy, không đơn giản đâu, vì nó phát sinh khi mình làm, nó phát sinh nhiều thứ lắm, không 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 nói trước được. Cái thứ hai là nếu như vị em chưa muốn mở nhà thuốc, em muốn ấy hơn thì em có thể đi làm về cái góc độ là vào một cái nhóm bán buôn ở đấy, trình OTC hoặc là ETC đấy, hoặc là đi làm một cái doanh nghiệp dược ở đấy, mình làm ở khâu nào đó kinh doanh hoặc là kho vận hoặc là nọ kia, thì cái đấy anh
thầy không biết là mà cái điều kiện cụ thể của em như thế nào, nhưng mà Và vẫn cuối cùng là phụ thuộc vào cái điều kiện cụ thể và mục tiêu của mình, đúng không? Điều kiện cụ thể, nếu như mình có điều kiện là mình mở nhà thuốc thì thầy nghĩ cũng nên mở, cũng chẳng thể nói là không, không ai nói không được. vì cái suất đầu tư em nghĩ là nó cũng không quá 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 nhiều, một vài trăm triệu thôi chẳng hạn, nhưng mà tuy nhiên như thầy nói và là nó phải Nếu phụ nhà thuộc nhà vào cái thuốc điều mà nhà em ở đâu? em ở gần khu Hapulico thầy ạ, và khu trung tâm Hapulico ấy. thuốc, và Nếu nhà ở nhà đấy luôn hay thuê nhà đấy? vâng, nhà nhà em ở trong khu chung cư đấy. Và À, nhà chung cư đấy thì cái đầu ra của mình, à, đầu vào của mình thế là tiện rồi. Chứ còn nhà thuốc thì mình có thể mở một cái chỗ khác, nhưng mà như thế thì mình sẽ có cái điều kiện là đầu. thì cái mối em thấy là ở đây anh em ở đây họ làm thì họ có tương đối nhiều mối. Đúng Em thì rồi. thực ra trước đây em tập trung về xây dựng nên là cũng chưa 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 tìm hiểu nhiều. Đại loại thì cũng muốn nghiên cứu thêm cái ngành này, nhưng tuy nhiên thì đúng là nhìn thị trường nó cũng đang đang nhiều quá và nhiều người bán. Bây giờ ấy, em mà nhìn thấy thì cái ngành nào nó cũng no, được chưa? Em mà Nào nhìn đến lúc em tìm hiểu vào em thấy là còn những cái mà nó không no thì nó lại rất là khó đấy. Mình phải có đủ các cái điều kiện, không nói về tiền mà còn phải quen biết nọ kia, quan hệ rồi là hỗ trợ rồi là vân vân. Các em cày kỳ cạch kỳ công làm sắp xong rồi tự nhiên có một thằng nó chọc cái ạt hết, như thế là xong hết, thế ấy. đúng không? Em nhất là làm, em làm những cái ngành lớn, xây dựng cái giếng dự án đó, khi tưởng đến tay rồi nhưng cuối cùng là Mất bình gọi thường ạ, là và báo giá. một cú điện thoại là hôm sau là trắng tay luôn, đúng chưa? Đúng rồi. Làm lô hàng lớn đấy cũng thế, chứ bây giờ những cái test tiếp những cái gì liên quan đến nhà hàng tương đối là làm gì đến lượt mình. Thế nó nằm trong dự án thế nãy thì cứ nói là cái phần của môi trường chính trị ấy, thì cái phần ở trên ấy, người ta có những cái dự án này, những cái xu thế hay những cái gì mới thì người ta biết được thì người ta đầu tư cùng, hoặc là người ta đứng cùng thì làm thì nó mới được những quả đấy. Thì nếu mà mình có điều kiện thì mình làm nó mới được quả lớn. Mình ví dụ là trăm mình chỉ cần được vài phần trong đấy là tốt lắm rồi. Thế nhưng mà cái đó là khó lắm em ơi, cái đấy là em cái nền tảng quan Rồi. hệ đầu tư lòng tin của người ta là nó phải, nó có rồi thì làm. Cái đấy thì không phản đối, có cái đấy thì là cái là ấy nhất. Cái đấy là một những cái mà đảm Thực bảo. ra thì em nghĩ là như bọn em là học văn bằng hai, các mọi người đều học văn bằng hai thì cũng có suy nghĩ chắc là cũng gần gần giống em thôi, là làm thế nào mà mình có thể có một cái cửa hàng nhỏ nhỏ đấy chẳng hạn, Thế còn em muốn cửa kinh hàng doanh mà. thì không không ấy, em lựa chọn một cái địa điểm nào đấy nó thật là phù hợp, nhỏ thôi, Vâng. nhỏ thôi. À, nếu 20 mét phía trước để dưới khu nhà mình đây, mình lúc đấy mình mới mua chỗ này chứ không có một cái chỗ rất là đẹp, nó chỉ có hơn 20 mét vuông. Nhưng mà mình mua thì là mình nhìn cái địa điểm mình biết là nếu mở cửa hàng thuốc rất là tốt, đúng ý như Thế ở rằng chỗ đây bán chứ hả thầy? nó bán lâu rồi, chứ là từ À năm thế à? 2008 là chín cơ mà, chứ phải bây giờ đâu. Nên mình nhìn cái chỗ đấy mình thấy thích lắm, cái chỗ đấy để mà bỏ tiền mua ở đây mất rồi. Thế Nhưng nhưng mà chỗ đấy nó có đặc điểm gì thầy có thể nói cho em nó được đặc không? điểm, nó là một cái chỗ đầu đầu hồi của một cái khu chung cư, khu Đại Thánh ấy. Nó là đầu hồi luôn. Thế À, nhưng mà nó rất là nhỏ. Đây, nông dân thôi mà. ở thì nó không ấy lắm, ở thì nó không được tiện lắm vì nó chật, nó chỉ có 25 mét vuông thôi. Đấy, thế nhưng mà nó ngay ở góc 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 tòa nhà ấy mà quay ra mặt đường. Nhưng mình Vâng. nhìn cái tòa này lúc đấy nó bán đâu khoảng độ tầm, nhớ không nhầm đâu khoảng độ tầm chỉ 800 triệu thôi. Nhưng mà mua được chỗ này lúc đấy mình mới mua Bây giờ chỗ thì đang ở đây là gần có 2 thuế tốt. tỷ mất rồi. Hết tiền rồi. Chứ mua được cái chỗ đấy thì mình mua, mà mình mua chỗ này thì tất cả thì tập trung vào mỗi cái nhà cửa hàng này là ok. Và đúng như thế, một cái thằng sau nó mua thì nó mở hiệu thuốc luôn. Mà nó mở ra mình thấy nó cứ xếp hàng mà mua hàng ấy thôi, mặc dù xung quanh rất nhiều nhà thuốc đấy, rất nhiều cũng không phải là kém, ít nhà thuốc, nhưng cái vị trí đấy, cái địa điểm đấy nó đúng là nó phù hợp đấy, nó phù hợp. Thế còn sau ấy thì là bây giờ nó vẫn là nhà thuốc, nó bán vẫn tốt đấy. Thế thì cái địa điểm đầu tiên là cái địa điểm vị trí nó rất là quan trọng, bởi vì cái bán lẻ mà nếu mà vị trí mình không không phù hợp cái thì là lúc mà mình phục vụ nó mất công lắm, đầu tư nó mất công lắm, quả chèo kéo mấy nó không 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 ăn thua. Chỉ có một số cái nghề mình thấy là ví dụ nghề
số nghề, ví dụ như ăn uống ấy. Đấy. Để làm tóc, trang điểm vân vân, đôi khi trong ngõ nó cũng vẫn có thể, nó quen rồi thì nó có thấy được. Nhà thuốc mà trả tiện nó không ấy đâu, Và không nhà vào. thuốc không tiện nó không vào, nó muốn là đi làm về rẽ vào đấy nó chỗ quen rồi xịt cái nó chạy vào mấy bước nó mua nó về xong, bởi vì nó chỉ mua nó về thôi, thuốc nó mua nó về chứ nó không dùng ở đó. Ăn thì có thể nó còn vào ngồi đấy ăn không, đây làm đẹp thì chính là làm đẹp, đôi khi lại vào cái chỗ mà hơi khuất khuất tí anh chị em là buổi trưa muốn tranh thủ tí ngoài giờ vân vân, thì đấy thì nó còn tiện hơn. Đấy thì mình đặc đặc thù tiêu tiêu dùng của mỗi cái một cái như thế. Thế nên là nếu mà mọi người muốn mở nhà thuốc thì thầy nghĩ là cũng vẫn có thể được, còn nếu không thì có Vâng. thể là chung nhau mở một cái Một kinh doanh kênh phân phối. phân phối một cái gì đó cũng được Vâng. đấy. Thế nhưng mà cái điều kiện mở nhà thuốc thì đặt những cái yếu tố cần và đủ của nó, cần làm vốn thì mình có, nhưng mà nếu vốn vài trăm triệu ấy thì mở là cửa thuốc, nhưng vẫn phải đi thuê địa điểm. Còn nếu mà mình đã làm mà mình đã quyết tâm rồi và ấy được thì mình tốt nhất là tìm được cái chỗ mà mình có thể chốt được luôn, mình mua nó sau này không ấy mình nhượng lại vẫn được đấy, hoặc không cho thuê vẫn được, thì như thế nó yên tâm hơn. Đấy là mình muốn lâu dài thì nó nên như thế. Có thể chứng kiến mấy chỗ là cứ đi thuê xong rồi bán hàng dưới này, thế có cửa hàng bán tốt lắm, ngày chỗ trung tâm đối diện với cổng 103 đi vào ngõ Sa La là ngày 20 triệu, lần lượt một Vâng. người chủ nhà nó thu vắng, nó chả làm gì cả, nó bán chân gà mới bán những cái linh tinh như bán đồ ăn thôi, nhưng nó chả cho thuê nữa, thế lại phải đi thuê cách đấy mấy trăm mét, thì mấy trăm mét đấy là nó đã thay đổi Lại hẳn. không nói không thân tiện mà. Đúng rồi đấy, đấy thì cái Vâng. muốn mở cửa hàng thì mình tìm hiểu cái đặc điểm của cửa hàng bán lẻ và của cái ngành hàng đấy. Đấy thì thầy nghĩ là cũng không nên bi quan về cái chuyện là nhiều người nó mở, nói tôi thì Vâng. đóng nó vẫn đóng, mở nó vẫn mở, Vâng. thằng nào thấy chết vẫn chết và sống vẫn sống, mà nó cạnh tranh và quy luật nó là quy luật như vậy, không sợ đâu. Nhưng mà có thể Vâng. là bây giờ thì cái mình có thể tạm thời có thể nhìn nhận là bây giờ là cái cơ hội mà có thể phát triển được như trước thì nó không được được như trước nữa, bây giờ nó quá nhiều đúng không, thế nhưng Đúng mà nó vẫn tồn tại được, nó vẫn đấy được. Và nếu mà một người trong quá trình mình làm mình có những cái sáng tạo hơn thì mình vẫn có thể là có cái hiệu quả tốt hơn, mà không 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 phải lo quá cái chuyện đó. rồi. Mình đưa ra cái tiêu chí đầu tiên ấy. Đấy, như nãy nãy ban ban đầu thì nói là khi mình hoạch định như đấy là mình đừng nghĩ ngay cái rủi ro hay nghĩ ngay những cái ấy trước, mình đưa ra cái tiêu chí đối với một cửa hàng bán lẻ, trước hết là cái vị trí, Vâng. phụ thuộc vào cái vị trí về về thiết kế, về xây dựng, như là cộng với là cái môi trường tiêu dùng xung quanh đấy. Như bạn thầy ở chỗ Thành Công được quá nhiều nhà thuốc đấy chứ, bây giờ doanh số ngày nó vẫn 15 20 triệu luôn, đều luôn, ngày xưa còn hơn ấy, bây giờ vẫn cứ bán lẻ, bây giờ là con lớn rồi, thực ra là nó cũng không ấy, nó không 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 say mê như ngày lúc còn trẻ nữa, doanh số vẫn nó hỏi vẫn bán lẻ 20 triệu đấy, không đơn giản đâu. Vì em biết là tự cửa hàng không phải đi thuê, nhưng bằng thì tự mình có mà 20 triệu ở đất Hà Nội này doanh số bán lẻ là tốt chứ đúng không, Vâng, thế là quá quá chắc, hai vợ chồng hay đều là tốt. ngành dược cả, không phải lo lắng cái chuyện đấy đúng không. Đấy thì để theo để cái bước đi của nó là như thế, đặt cái tiêu chí. Còn nếu mà em đầu tư nhiều đến mấy mà đặt vào một cái vị trí hay là một cái thế bất lợi thì nó sẽ rất là khó đấy, thì khuyên mỗi thế thôi, còn chả sợ gì cả, tích cực là tư duy là không có sợ gì cái chuyện đấy cả. Từ xưa đến giờ nó cũng vẫn, nhất là từ ngày mà lúc nào nó chả có cạnh tranh, em đi bán thì chỗ thầy có một cái ngành hàng khác nó còn khó hơn nhiều, ngành hàng tiêu Thầy dùng cho ngành em hỏi tí là cái lợi nhuận trung bình ngành dược vào khoảng bao nhiêu phần trăm hả thầy? ôi thì bây giờ thấp lắm, nó bán buôn giờ ngày xưa còn để ra được 5-10, bây giờ nếu mà khéo ra thì gọi là vài phần trăm thôi đấy, vài phần trăm thôi, đến khi chi phí cuối cùng để đút vào túi ấy, nó tóm lại để dành ra được ấy, giỏi thì được vài phần trăm thôi, ngày xưa là được khoảng 10 đấy, 20 cũng có, nó giảm dần nhưng nó không được nhiều lắm đâu. Đấy là thầy nói doanh nghiệp phân phối bán buôn như cho thầy là nhập trực tiếp ấy ra, nó liên quan nó nhiều lắm, chi phí có thể nó vẫn thế, marketing hơn hay kém ấy. Nhưng mà bây giờ thời thời buổi vừa rồi ấy là nó lệch lạc về mặt biến động ở mặt thị trường, người ta hủy nhiều lắm, đổ nhiều lắm,
kỳ góp mấy năm, mấy năm vừa có mấy doanh nghiệp là kỳ góp mấy năm cuối cùng năm vừa rồi là nó thay đổi với đổ đi, là coi như hỏa đấy. Bạn thầy sừng sỏ nhé, sừng sỏ trong cái ngành kinh doanh này từ những năm chín mấy đến giờ, chuyên môn nhập đấy, nó đi nước ngoài thường xuyên đấy, về mà cũng gặp nó bảo với anh bây giờ mà đám cái mà nghĩ là được cân đối, được bán nó đi, đẩy nó đi hòa là tốt lắm rồi. Tuy nhiên trong đó 10 sản phẩm thì nó cũng vài sản phẩm nó có lãi, để ra được nó ấy lắm, nó khó lắm. Đấy là bán buôn, nhưng bán buôn thì rất phụ thuộc rất nhiều vào lựa chọn của cái người mà kinh doanh ấy, lựa chọn sản phẩm. Còn bán lẻ thì khoảng bao nhiêu phần trăm thấy? Bán lẻ thì nó cũng vẫn rơi vào khoảng đâu như thầy nói, là nếu bán lẻ bình thường nó cũng phải hai mấy phần trăm đấy, bán lẻ bình thường được hai mấy phần trăm đấy, tùy theo người bán khéo hay không khéo thôi, 20 đến 30 nó nằm trong khoảng đó, bán các thứ tư vấn ra nó được khoảng đó. Thế thì mấy cái doanh nghiệp mà doanh ví dụ như là cái nói em nghe nó những xoàng xoàng những mà hiệu thuốc mà cứ lưu tiều mình cứ nhìn thấy thì doanh số nó chỉ được 2-3 triệu một ngày mà, đúng không? Cái đấy là phần đông doanh số trong cái khu chung cư rồi khu ấy này, phần đông là rơi trong khoảng 2-3 triệu một ngày đấy, thậm chí không đến. Nhưng ví dụ mình cứ cho là 3 triệu thì tháng được 90 triệu, 90 triệu thì tiền thuê bằng nó đã mấy triệu rồi, tiền thuê nhà đã 5-6 triệu rồi, thế là mất bán nó gần chục triệu rồi, tiền nhân công nữa thì nó mới đủ cái để nó gọi là trang trải tương đối, gọi là tồn tại đấy, chứ nếu không không được tương đấy phần trăm. Nói chung bán lẻ thì nó phải từ khoảng đấy, thế mà một số sản phẩm nó cao, một số sản phẩm nó thấp, nhưng nó sẽ rơi vào khoảng đấy, khoảng tính hôm trước nó khoảng 27-28% rồi đó, thì 27-28%, nhưng mà nó lắt nhắt lắm. Nhưng mình đúng không, bán vỉ thuốc, cắt mấy viên thuốc, hoặc nó phải tư vấn, nó bán thuốc lọ, thuốc viên ấy, thì nó sẽ được cao hơn nhiều. Thì có những cái sản phẩm đôi khi nó bán một lãi gấp đôi gấp mấy, nhưng mà ít lắm. Nên dân nó cái nọ nó bù cái kia, nó cái thì bán lãi mấy đồng, nó bán thì bán lẻ, là tính chất bán lẻ nó là như vậy. Em cứ hỏi đi. Vị trí cái place của mình ấy này thì em nghĩ là nó sẽ là đóng gần như là đóng vai trò quan trọng nhất ở trong cái ngành dược này đúng không thầy? Ở trong kinh doanh bán lẻ thì cái vị trí bao giờ nó cũng là cái mà người ta phải tìm hiểu. Vì bán lẻ là bán cho những người tiêu dùng tại cái khu vực đấy thôi, chủ yếu là như vậy. Thì ngày xưa đi từ năm 2000 đã phải đi tìm cửa hàng bán lẻ, các loại bán lẻ thì cái vị trí bao giờ nó cũng là được xem xét đầu tiên. Đấy, vị trí rồi sau đấy mới đến là pháp lý rồi vân vân, đóng vai trò chứ em. Bán lẻ là nó, mình hình dung được bán lẻ là nó phục vụ cho nhu cầu dân cư tại tại chỗ cái khu vực đấy, tại khu vực đấy, chứ thậm chí bán kính đấy chỉ trong một vòng Vài cây số vuông chưa chắc cả nhé đến vài cây số vuông đâu, có khi chỉ và cây số, ví dụ tòa nhà chung cư đôi khi mỗi nhà thuốc chỉ phục vụ một tòa là chính đấy. Thậm chí là đây là một tòa, như thế đây tòa khi hai nhà thuốc nó phục vụ đấy, từ đấy nó lan ra xung quanh đấy, và thêm một số cái bên ngoài, nhưng mà rất ít khi người ta đi xa, phải những cái không có thôi đấy. Thì các lưu ý cái địa điểm mới tiện, mà trong cái tiêu chí của khách hàng bây giờ là một những tiêu chí tiện, nó rất là quan trọng, nhất là đối với bán lẻ, rất là tiêu dùng lẻ, đúng không? Mà tâm lý từ mình mà ra thế thôi, không tiện thì thôi ở gần đây nó đắt hơn mấy đồng tí, mình đi mua những mưa gió thì đi từ tòa này sang tòa kia mua viên thuốc nó ngại lắm, đúng không? Đấy, nó nói thế, nên là cái vị trí vâng nó, đúng rồi, về về mặt bản chất thì nhưng mà cái cái giá giá trị cả của cái trong ngành thì gần như đã được quy định và nói chung mặt bằng giá là cũng gần tương đương nhau nên là cái về phần giá cả cũng không phải là cái ưu thế cạnh tranh lớn lắm trong ngành này. Và em thấy là một là chủ yếu là cái phần tư vấn và cái phần gọi là địa điểm là em thấy là tương đối quan trọng trong khi mà mình mở những cái nhà thuốc hoặc quầy thuốc.
Đúng rồi, bán đúng lẻ. rồi, đúng rồi. Em nói hai cái đúng. Cái đầu tiên là địa điểm thì nó liên quan đến cơ sở vật chất. Với cơ sở vật chất thì bây giờ như thầy tiếp cận với các anh các chị trên kia thì người ta đánh giá đầu tiên, người ta thẩm định, bây giờ người ta thẩm định một cơ sở vật chất. Bởi vì cái cơ sở vật chất ấy là không thay đổi được, rất khó thay đổi. Mình đã chốt cái chỗ đấy, mình muốn thay đổi, mình muốn thay đổi một chỗ mất hàng năm. Nhưng mà cái đóng vai trò quyết định quan trọng hơn ấy, thì lại là về mặt con người. Có nghĩa là cái người đấy là phải tư vấn người bán hàng, tư vấn rồi phục vụ rồi quản lý rồi đủ mọi thứ. Thì thực ra cái đấy là mặt vô hình thì nó lại quan trọng hơn, kể cả bán buôn hay bán lẻ, kể cả tất cả các doanh nghiệp khác đều là thế hết. Đấy. Thế nhưng người ta bao giờ người ta phải nhìn, à anh phải có cái, anh phải có cái khung đấy đã thì anh mới phát triển được cái kia. Cũng giống như em là con người đấy thôi, nó cũng phải trưởng thành rồi, cũng phải đủ chiều cao cân nặng đủ các thứ, mọi thứ là nó phải vận hoạt động bình thường, thì bắt đầu mình mới tập trung vào cái chuyện à mình luyện cho nó khỏe hơn, cho nó chạy nhanh hơn, nó nhảy cao hơn được, đúng không? Đấy là cái quan điểm về quản trị bây giờ. Thế cái đóng vai trò để có thể thành công được nó nằm ở phần vô hình, thế nhưng cái mà quan tâm trước hết để có cái nền để cho nó có hay không thì lại là cái phần hữu hình cơ. Đấy nó lại thế. Thế nên là không phải nói thế nào cũng đúng. Cái một cái phần là cái phần để tạo một cái nền, nhưng cái phần quyết định là cái phần như em nói lúc nãy, là nó phần là phần về mặt kỹ năng đấy, sắp xếp cửa hàng, đường ra lối vào, rồi bàn tư vấn, thái độ phục vụ, kiến thức chuyên môn, vân vân, và cách thức bán hàng của mỗi một cái. Và đặc biệt là nếu như mà tạo ra một cái sự khác biệt đấy, mặc dù nó vẫn như thế nhưng có một cái khác biệt để mà người ta cảm giác rằng là nó thích hơn đấy, thì là cái đấy là mình sẽ thành công, là nằm ở chỗ đấy. Đấy em hình dung đấy thì là cái bây giờ quản lý chung cũng như quản trị kinh doanh nó là như thế. Đi đâu người ta ví dụ em đi đánh giá một cái cơ sở kinh doanh, bao giờ đầu tiên người ta cũng hỏi đến là người ta phải xem cơ sở vật chất ạ. Đấy, cơ sở vật chất ạ, và cái hồ sơ pháp lý đã. Xong đấy bắt đầu mới đến các kỹ năng mềm ở trong đấy, và kỹ năng mềm đấy thì thực ra nó rất là quan trọng nhưng nó có thể thay đổi được. Đấy, ví dụ em tuyển một cô nhân viên hôm nay không được thân thiện lắm thì mai em có thể hoặc là dăm dăm 10 ngày nữa em có thể đổi được một cô khác, nhưng cái nhà xưởng của em không thể nào ngày mai ngày kia em đổi được ngay đấy, đúng không? Đấy, tức là cái nguồn lực tối thiểu tức là nhà xưởng cửa hàng là phải có, là phải người ta phải quan tâm đến đầu tiên, sau đấy mới đến hoạt động chính yếu. Đấy, đấy em hiểu ý thầy chưa? Vâng, Đấy em hiểu như thầy, nhưng mà tuy nhiên em thấy là ví dụ như về cái vấn đề con người ấy thầy, thế là một cái vấn đề mà gọi là dễ thay đổi, nhưng tuy nhiên nó có một cái điểm khó mà để mà họ mà có thể gọi là thấm nhuần cái tư tưởng của mình trong cái công tác phục vụ khách hàng chẳng hạn, thì mình sẽ phải bỏ công đào tạo, vừa nói chung cũng không thể nào mà mình sẽ đòi hỏi được các bạn là khi mình tuyển các bạn vào là các bạn có kỹ năng ngay, hoặc là các bạn hiểu được cái mình muốn truyền đạt cho khách hàng về cái cách phục vụ của mình ý. Thì cái em thấy là cũng tương đối khó, bởi vì em cũng cũng bỏ công đào tạo nhiều bạn, nhưng mà nói chung là được một thời gian thì các bạn là vẫn theo những cái thói quen cũ. Nếu mà những các bạn mà đã được đào tạo ở cái môi trường khác rồi thì các bạn cứ một thời gian các bạn lại gần như là lại theo một cái thói quen mà các bạn đã được hình thành từ trước. Còn nếu mà sử dụng mà những cái bạn mới thì rất mất công đào tạo. cái đào tạo về nhân viên ấy thì nó có mấy loại nhân viên. Loại nhân viên thì là đào tạo theo kiểu ủy quyền định hướng, là đào tạo cầm tay chỉ việc. Thì cái người bán thuốc ấy, căn bản nên các bạn để bán thuốc ấy, là sẽ gần như là cái bước đầu tiên thì phải đào tạo theo kiểu như cầm tay chỉ việc ấy. Đấy, khách đến thì phải làm thế nào, rồi là chào hỏi như nào, hỏi han như nào, nó thành một cái quy trình thao tác chuẩn trong cái vật tư vấn. Đấy thì cái phần đấy thì cũng không thể hẳn là nói là không được, nhưng nó hơi mất thời gian, và hai nó có thể thành cái quy chuẩn. Thế thì em cứ xem một số những cái khách sạn lớn ấy, hay là những cái trung tâm truyền thông lớn ấy, cũng gọi là cái gì
nó gọi là những cái công ty mà tổ chức sự kiện là hàng ngày nó đào tạo nhân viên, đào tạo rất đơn giản, chào, hỏi, xin lỗi, cảm ơn, đào tạo rất đơn giản. Đấy, nó đào tạo những bước giống như kiểu như mình đi đào tạo quân ngũ, nó chỉ quay trái quay phải, đấy, nhìn thẳng, nhìn nhìn ngang, nhìn nhìn sau, ví dụ như vậy. Nó bắt đầu từ những cái đó. Đấy, nên thì từ những cái đó bắt đầu nó phát sinh những cái kỹ năng sâu hơn. Nên là đương nhiên là đào tạo thì nó phải có cái quy trình đào tạo, nên em phải thiết lập được nó và nội dung đào tạo. Thế rồi là sau đó thì là dần dần mới cập nhật thêm cái phần kiến thức chuyên môn thì lâm sàng, rồi là thậm chí là sâu hơn nữa là bào chế, rồi rồi là phối hợp giữa thuốc nọ và thuốc kia, đúng không? Thì nó không nhanh được. Nhưng cái đầu tiên thầy muốn nói là này này, cái quyết định không phải là đào tạo, quyết định là vật tuyển dụng. Em phải tuyển dụng được cái con người ấy, nó phù hợp, thái độ nó tốt đấy, và cái công việc nó có thể ổn định được thì mình mới đầu tư vào đào tạo. Chứ ví dụ nó bảo làm nên bây giờ nhất là đào tạo, em tuyển mấy 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 cô gái mà chưa có gia đình, nhưng mà chưa có gia đình, chưa ổn định gia đình ấy, đã tuyển vào rồi 1 2 năm sau lấy chồng, nó đi theo chồng, thế là cái công Đúng việc rồi, đấy thầy ạ. đúng Những không? bạn mà chưa có gia đình thì nói chung là nó kể có đào tạo các bạn, nhưng mà thời gian sau các bạn cũng bỏ hết. Đúng rồi đấy, thế nên là nãy thầy cứ nói rằng nếu như tầm tuổi như em thì có thể là đã có gia đình rồi, gần như là chắc là gần hầu hết là đã có gia đình rồi, thì tốt nhất là tự mình làm đấy, có nghĩa là có thể thuê thêm người ấy. Thì thuê thêm người đã có kinh nghiệm rồi, người ta hỗ trợ mình, còn đâu tự mình làm. Chồng thì đi nhập hàng, vợ đứng bán hàng, nên một người mà người ta có một chút chuyên môn về chuyện đó, người ta sẽ hỗ trợ mình đấy. Nhưng mình phải đứng ra bán hàng, vợ em phải đứng ra bán hàng để em tạo cái hình ảnh đối với khách hàng Thưa đấy. thầy, thầy ơi, Thì thầy cho em hỏi một câu được không ạ? em hỏi đi. Vâng, thầy ơi, thế bây giờ giả sử như trong trường hợp mà là một bác sĩ mà có bằng dược sĩ thì mình vừa mở phòng mạch, mình vừa mở nhà thuốc hoặc quầy thuốc có được không thầy? Đứng tên trên một người đó ấy ạ. Em vừa là bác sĩ vừa là dược sĩ luôn Vâng ạ. mà em lại vừa mở phòng mạch vừa mở nhà thuốc luôn, Vâng, thì có được không ạ? Luật như thế họ có ủng hộ không ạ? thầy nghĩ chắc là không được. Vâng. Thì em chỉ có thể hành nghề, nếu đứng pháp lý em chỉ có thể hành nghề được một trong hai cái đó, em thuê bằng. Nhưng mà bây giờ nó kiểm soát về mặt hệ thống tốt lắm, em đang hành nghề, em là bác sĩ rồi nhé, em đang hành nghề của một phòng khám, có nghĩa là em phải đứng Chủ đó, của em một cơ sở khám bệnh ạ. Vâng ạ. chủ một cơ sở bệnh thì em phục vụ bệnh nhân, thì bây giờ em lấy đâu thời gian em đi đứng ở cửa hàng bán thuốc nữa đấy. Để về luật thầy nghĩ chắc không được, Dạ còn vâng lách ạ. lách lách cũng khó lắm, bây giờ lách Thì cũng mình có khó thể thuê bằng đúng không ạ? lắm. Thì nếu mà em mở một cái cơ sở khám thì em thuê bằng, em sẽ thuê bằng thôi, Tức em là thuê bằng chủ cơ được. sở khám thì phải thuê một người khác đứng tên nhà thuốc đúng không Đúng ạ? rồi, đúng rồi, đúng rồi, thì đứng Và cái vừa với đứng cả thầy cho cả. em hỏi một câu thứ hai nữa. Trong trường hợp mà bây giờ đang trong cái thời là 4.0 ấy ạ, thì cái vị trí mặt bằng bây giờ có còn quan trọng trong trường hợp mở nhà thuốc hay quầy thuốc không thầy? Quan trọng chứ, nãy thầy đã Vâng. nói rồi mà, quan trọng chứ. Nhà thuốc, quầy thuốc đã là cơ sở, nói quầy thuốc, nhà thuốc bản chất đầu tiên nó là cơ sở bán lẻ, em hiểu chưa? À Nó vâng là ạ. cơ sở bán lẻ đúng không? Nó không cần Vâng. biết, thì chưa cần biết quan tâm nó là thuốc hay là y hay gì, nó là cơ sở bán lẻ. Và em biết là cơ sở bán lẻ thì mình so sánh rất đơn giản, nếu em đặt ở trên mũi con trái chắc chắn em không bán được đúng không? Vâng. Xong thì mình so sánh, em đặt ở cuối ngõ xóm không bán được, vậy thì tại sao Vâng. lại phải ra đầu ngõ? Nhưng đầu ngõ cũng chưa bán được thì phải phải lựa chọn cái đầu ngõ nào nó phù hợp đấy, thì mình hình Vâng. dung rất dễ. Vâng. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Nữa và trường hợp mà có địa điểm rồi này, và có người này có quầy thuốc rồi, thì nên lựa chọn theo sản phẩm nào thì có thể là mình có thể là mình bắt nhịp được vào nhanh trong cái việc kiếm được khách hàng sản phẩm Không thuốc. biết thì của cái đấy em phải nghiên cứu cái văn hóa tiêu dùng của cái môi trường xã hội ở khu vực đó. Em cái danh mục thuốc căn bản này nó cũng gần như được quy định, thuốc thiết yếu rồi thuốc thuốc nhóm nọ nhóm kia nó có cả đấy.
nhưng mà trong cái cũng là một cái hoạt chất đó, nhưng nó có nhiều cấp khác nhau đấy, cái loại mà đắt tiền khác, cái loại mà rẻ tiền khác, cái loại nội nội ngoại. Ví dụ em mở một cái quầy thuốc ở trong trong xóm, trong vùng sâu vùng xa, hàng mà em nhập toàn cái đồ xịn thì em bán nó khó lắm, đúng không? Đấy, thế nhưng mà em mà mở ở chỗ mà ví dụ ở trên khu trung tâm Trung Hòa Nhân Chính, những khu mà toàn là dân họ nhiều tiền mà em lại bán cái thuốc rẻ tiền quá, chất lượng nó ấy quá thì nó cũng khó, người ta sẽ không không thấy đâu, người ta hỏi cụ thể luôn đấy. Thì cái lựa chọn đấy thì vẫn là phụ thuộc vào cái môi trường xã hội và văn hóa tiêu dùng ở đấy đấy, và cái thu nhập dân cư ở đó. Chứ còn loại thuốc nào thì bây giờ thầy làm sao mà chỉ cụ thể cho em biết loại thuốc nào, em phụ thuộc vào cung cầu và cái tiêu dùng ở đấy. Người ta vẫn có phải có nhu cầu uống cái thuốc đấy, nhưng nó thuộc cái nhóm mà gọi là nó nhóm mà cao cấp nhất, chứ không phải là cái loại bình thường, chẳng phải loại thấp, thấp thì là không phải rồi. Thì cái nhóm dân cư đấy thì em, nhất là cái khu mà em đang ở bây giờ, thì người ta sẽ dùng những cái thuốc ở cái nhóm là nhóm nhóm khá trở lên, chứ không 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 dùng cái loại ấy quá đâu. Thì khu trên đấy là nhiều doanh nghiệp, nhiều người làm doanh nghiệp, rồi nhiều người làm nhiều người... đó lại khu đấy là người ta có tiền, dân ở đấy người ta có tiền hơn, đúng không? Chứ là chỉ cụ thể em đấy, cái đấy là phụ thuộc vào hoàn toàn là cái nhu cầu khe hở đấy, gọi là khe hở nhu cầu ở cái khu vực đấy, hoặc thậm chí là ở cái tòa nhà ấy luôn. Ví dụ tòa nhà, ví dụ thầy có một cái khu vực là tòa nhà đấy, toàn là công chức nhà nước, toàn là cái thì người ta phải phục vụ theo một cái khác đấy, cái khe hở là như vậy. Còn cách còn lại để mình có hiệu quả hơn thì mình để tìm làm sao để giảm cái chi phí, nhất là cái đầu vào để các cái chi phí khác đi, chứ còn không không chắc là không có cách khác đâu. Mình người ta nó đòi là phải là dùng cái loại này mới được, ông cứ bán cái hàng tư vấn rẻ tiền người ta không đắt tiền hay là khác đi, người ta không mua đâu, thuốc là nó như vậy. Cái phẩm chức năng nó có mấy nhóm ấy, theo quy định của cái 15 ấy, là nó có mấy nhóm, có cái nhóm mà bán ở nhà thuốc, cái là nhóm chiết xuất từ những cái chiết xuất từ những cái nguyên liệu mà nếu mà nồng độ mà nó ấy hơn thì nó cũng có tác dụng như là thuốc, nó có thể chuyển thành thuốc được. Nhưng mà thực phẩm chức năng là như này này, thực ra là nó là xuất phát từ cái nhu cầu tiêu dùng của cái nước phát triển như là Mỹ. Thế cái thực phẩm chức năng thì nó có một cái hay của nó, các em bán là thực phẩm chức năng, nó có cái hay của các em thì cái đó bù được vào những cái thuốc, thuốc chỉ bán có những loại bán lãi mấy đấy mấy đồng. Thực phẩm chức năng đôi khi có một lọ thì em bán thì nó cái lợi nhuận nó cao hơn rất là nhiều. Thì cái đó cũng là một những cái mà mình phải am hiểu về sản phẩm, hay là nhập về cái sản phẩm mà nó chất lượng nó tốt ấy, tư vấn cho người ta. Thì là bởi vì cái thực phẩm chức năng nó không kê khai giá, em hiểu không? Đấy, làm cái khai giá thực phẩm chức năng ở đâu nó có ấy giá đâu, giá là do mình tự định ra thì mình có thể nâng lên hạ xuống nó dễ. Thuốc thì nó có cái quản lý giá thuốc của nhà nước rồi, em không thể nào mà cựa được quá được đấy, áp thầu rồi trúng thầu, áp thầu rồi kê khai vân vân, nó được ràng buộc như vậy rồi, nó lãi không nhiều đấy. Thì em hiểu chỉ có thể làm sao giảm được cái giá thành đầu vào thôi, chứ còn thì không, giá bán ra nó không chế rồi. Thực phẩm chức năng là nó có tác dụng, thực phẩm chức năng nếu mà đúng của nó ra là tác dụng rất là tốt đấy, chỉ trừ những cái mà người ta cứ lợi dụng nó, người ta nhái nọ kia thôi, chứ không nên quá mặc cảm với cái chuyện đó. Và cái đó nếu em muốn mở nhà thuốc thì em phải kinh doanh cả, và cái đấy là một cái nguồn mà tăng cái thu nhập lên cho em. Ôi cái thằng này chứ kệ nó thôi, vì có cung có cầu, có người mua có người bán, em cứ có là em bán được đấy, em cứ có thì em chỉ khó tư vấn để em bán được. Mà đã là bán hàng thì cái gì bán được là bán, đừng có sai luật thôi, bán nó có lãi là mình bán chứ, chứ đâu mặc cảm về chuyện nó tác dụng không tác dụng. Cái đấy là cái chuyện đấy là của các cái nhà chuyên môn. Mình bán hàng thì làm sao mình phải giới thiệu cho nó đừng có, để làm sao người ta có cái mong muốn người ta mua, đừng có quá thôi, đừng có kiểu như là đa cấp thôi. Cái kinh doanh nó phải thế chứ, em kinh doanh là sao mà mình mà cái đấy nó thực phẩm chức năng, nó chẳng phải là thuốc, cái tác dụng nó thế nọ, cái thực phẩm chức năng tác dụng nó khác, nó hỗ trợ
thì đâu phải là chữa bệnh, nó hỗ trợ thì nó không những là chữa, hỗ trợ cho bệnh đấy, nó còn hỗ trợ cho nhiều cái khác nữa, chuyện đấy chuyện người ta, chuyện của sản phẩm, chuyện của nhà thiết kế sản phẩm đó, mình nắm được nó hay không và giới thiệu nó hay không, đấy là việc của các em. À, rất hay đấy, mà cái sản phẩm tương lai nhiều cái tưởng đấy thôi, nhưng nó có đúng chuẩn của nó hay lắm đấy. Đấy, mình cũng không có mặc cảm vì là nhiều, bởi vì mình là nó sản xuất đại trà rồi ai cũng làm, nhưng mà trong nó có những nhà sản xuất tốt lắm ấy, nhất là những cái doanh nghiệp mà chính quy lớn nên nó làm tốt, đừng có ngại cái chuyện đấy. Mà cái đấy nếu mà em làm kinh doanh nhà mở nhà thuốc, cái đấy là một trong những cái mũi chính để nó bù đắp cái chi phí của những cửa hàng của em, thực phẩm chức năng, vật tư y tế, một số những cái thiết bị máy móc liên quan đến cái nhà thuốc bán được thì nó rất là hay cho các em đấy. Chứ thực chất mà nói các em chỉ bán thuốc thiết yếu, bán thuốc phục vụ, rồi những người mà bị bệnh lặt vặt quanh quanh đấy thì lại lợi nhuận nó được mấy đâu, em cứ hỏi những bạn bán thuốc ấy, lợi nhuận nó chả được mấy cả. Một vài trường hợp đặc biệt như lại sáng thì nói là nó ôm được một số, nó biết cái xu thế thị trường nó ôm được thì được một tí thôi, chứ còn đâu thì duy trì cái cửa hàng mà để có ấy được là phần không nhỏ là đóng góp của mấy cái sản phẩm kia đó nhé. Cái đây cái đăng ký nhà thuốc và để có một có giấy phép, còn trong cái giấy phép đó mình được phép hoạt động khá nhiều thứ. Như bạn vừa rồi nói là mình có muốn cái xu thế về thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền thì thầy nghĩ là tốt đấy, nó mất công một tí nhưng là em mà thành công với cái sản phẩm đấy là thầy nghĩ là nó có sự bứt phá hơn là thuốc tân dược ấy. Cái thuốc dược liệu, thuốc đông y á. Đấy, bạn nào hỏi nữa thì các em có nghe được không? Dạ có thưa thầy ạ. Ừ. Có thưa ạ. Ừ. Mình tiếp đi, tiếp đi, các bạn hỏi tiếp đi. Cho em hỏi thêm một câu nữa và liên quan đến cái thuốc đông y và dược cổ truyền ý, thì hiện tại xu thế của Việt Nam mình có phát triển cái ngành nghề đấy được không ạ? Thầy nghĩ là được, nếu theo chủ trương chung mà bây giờ mình cũng đang triển khai và bản thân cũng đã về mặt nhà nước cũng đang ưu tiên, mà em có dở cái luật năm 2016 là sẽ ưu tiên những cái thuốc đấy đấy, nhà nước sẽ ưu tiên phát triển cái thuốc đấy, và bản thân là trong các cái nghị định liên quan đó thì đang xây dựng, vẫn chưa xong đâu. Bốn nghị định mới có hai cái, và cái đấy liên quan đến thuốc dược liệu và lâm sàng là chưa chưa xong, 43 văn bản chưa xong. Thầy nắm cái đấy từ đầu mà, từ lúc nó chưa chưa có hiệu lực đã nắm rồi. Thế tuy nhiên là xu thế chủ trương của mình là phát triển cái thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền, nó gọi là thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền đấy, chứ không gọi là thuốc đông y đâu nhé. Thì mới tách vừa rồi là năm ngoái mới tách cái gần như là ấy hẳn cái phần và cái cục y dược học, quản lý y dược học cổ truyền ở trên Bộ Y tế cho anh Thịnh anh làm, thì là mới tách hẳn ra và mới phân công sửa sang văn phòng rất là to rồi. Nhưng mà các bạn biết rằng là nãy thì thầy nói là không có sự đột phá thay đổi gì đó kể cả trong vòng 10 năm nữa đâu, nhưng nó sẽ có sự phát triển và nó có sự định hướng điều chỉnh và sử dụng cái thuốc đông y và thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền ở Việt Nam. Thì nếu mà đầu tư vào cái đó thì ngoài cái phần em đầu tư, nếu mà bán dược liệu cũng tốt, ngoài cái phần đó ra thì em tập trung đầu tư vào những cái thuốc liên quan đó, ví dụ như đông y học, những cái thuốc cái sản phẩm đó em chuyên về cái đó, thì nghĩ là rất tốt. Và như thế thì cũng chả cần thì phải thì là phải đại học dược đâu, bằng của em xong ra là trung học thì dược liệu y học cổ truyền là có thể mở được rồi, đúng không? Đấy, thì cái đấy là cái phần nhà nước sẽ ưu tiên cái đó rất là nhiều mặt, nuôi trồng, quy hoạch, thủ tục cấp phép, đăng ký kinh doanh. Đấy, trong cái đấy nó ghi rất là rõ, thời gian hành nghề rất là ngắn, mở ra người ta không có đòi hỏi quá cao như là về nhà thuốc tân dược. Đấy, tân dược. Nó phát triển cái đấy là được đấy em. Vâng, vâng ạ. Nhưng mà em thấy là hiện tại thì theo xu hướng thì vẫn đang nhà nước đang tập trung vào các cái trung tâm y dược học cổ truyền thôi, mà trung tâm đấy thường là mở ra ở các cái bệnh viện. À, ừ, còn thì nhà nước nhân thì hiện tại thì em thấy nhà nước thì người ta chỉ nhà nước thì người ta đầu tư những cái đó, đúng rồi, vì đấy là kênh của họ, người ta phải đầu tư. Và bây giờ người ta cho phép ví dụ như trung tâm đó hay bệnh viện đó mà sản xuất được ra có cái bài thuốc riêng ấy thì được phép bán trong toàn toàn bộ hệ thống trên toàn quốc.
tức là bạn cái hệ thống đấy là hệ thống y tế cổ truyền đấy nhé, chứ không phải bán ra ngoài chợ đâu, được phép cung ứng toàn quốc. Ngày xưa là bệnh viện nào làm chỉ được phục vụ bệnh viện nào đó thôi, nhưng mà bây giờ là người ta cho phép là phục vụ toàn bộ hệ thống bệnh viện y cổ truyền chẳng hạn trên toàn quốc luôn. Người ta mở rất nhiều cái mà người không để ý thôi, chứ mở rất là nhiều cái, rất là thoáng hơn trước đấy. Đấy, còn đương nhiên là mình tư nhân thì mình phải lo cái phần tư nhân của mình, đấy, tư nhân của mình thôi. Nhưng mà thầy biết được một số người nếu mà người ta đã làm về dược liệu và thuốc cổ truyền đấy mà thành công rồi thì cái lợi nhuận của nó cao lắm chứ không 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 như tân dược đâu, và cái hiệu quả nó cao lắm. Chỉ có một cái duy nhất vẫn nhắc đi nhắc lại và nhắc đến khi nào các bạn không làm nữa thôi, là các bạn phải định hình được cái mục tiêu. Có nghĩa rằng là cái này nó rất là khó, chỗ này này nó liên quan đến môi trường, nhưng nó liên quan đến cái con người. Con người là tham lắm. Năm nay tôi bán được 100 tỷ, nhưng bối cảnh này sang năm tôi cũng cố gắng được 100 tỷ là thành công lắm rồi. Thì phải nghĩ thậm chí là 80 tỷ là thành công lắm rồi, mình phải nhận định được như thế và chốt được cái việc đó đấy. Thế nhưng mà ông não là năm nay 100 tỷ, ngày mai cố gắng phải ép nó phải được 120 tỷ là chết. Em hiểu chưa? Bởi vì 120 tỷ, nhưng thực chất thị trường cũng như bối cảnh cũng như tất cả các cái xu thế, em chỉ có thể làm được 80 tỷ là thành công lắm rồi. Thì em định vị được nó là 80 tỷ thì đấy là em thành công. Em định vị lên 120 tỷ thì 40 tỷ em nhập hàng về, em ấy em đi hủy ra em chết rồi, đúng không? Đấy đấy, nhắc đi nhắc lại đến khi nào em không làm nữa thôi cái chuyện đó. Bởi vì thị trường nó thay đổi, bối cảnh nó thay đổi, cạnh tranh nó thay đổi, và đặc biệt là nền kinh tế nó có cái sự, nó qua cơn khủng hoảng, nó có nhiều cái thay đổi lắm, nó đang hỗn loạn. Cho nên là mình định hình được, mình chốt được, mình mềm đi một tí thì nó sẽ tốt cho mình hơn rất nhiều. Còn ông bán rất nhiều nhưng ông hủy mà cả đống ấy thì còn đâu ra lãi nữa, đúng không? Đấy, cái đấy là cái khó nhất của những người làm chủ. Đấy, em hiểu không? Lúc nào muốn phải hơn nhân viên thì lúc nào phải muốn nó tăng doanh số, làm ép đủ mọi thứ, cắt hết mọi chi phí, hỏng hết, không vui đâu. Nhiều người tưởng doanh số cao nhưng cái phần lỗ bên cạnh thì người ta không nói thôi. Đấy, thì lưu ý mỗi thế thôi, nhà thuốc cũng thế thôi, mà em nhập hàng gì ở chỗ nào thế thôi. Cái đấy là cái đòi hỏi các em phải tỉnh táo ở chỗ đấy thôi. Em chốt được cái việc đó thì thành công, không sợ đấy, đúng không? Em bây giờ em bảo là em mở nhà thuốc khu đấy, em nhập hàng về, em phải tính là cái này chỉ nhập trong tháng này tôi chỉ nhập một lọ thôi thì là tôi thành công. Tôi nhập hai lọ là tôi chết, là một lọ kia là chẳng bán cho ai mà hồi vứt đi là chết, đúng không? Đấy, bán nhà thuốc là nó có cả những chi tiết nhỏ nhỏ như vậy. Tôi biết cái lọ thuốc này mà bà đấy là bà ấy dặn tôi rồi là tôi chỉ nhập về một lọ thôi. Đấy, nó như thế. Tôi nên thấy một ví dụ như vậy. Hai là về mặt dược liệu, nó muốn làm là phải đặc biệt lưu ý đến cái đặc tính của dược liệu, bảo quản dược liệu. Nếu mà em mà làm mà không dự trù chắc chắn ấy, đầu vào mà nó không chủ động được, không chắc chắn, nhập về một hồi mối mọt hết rồi đổ đi là lại lại thì cũng lại giống như thằng tân dược ấy thôi. Đấy, thì lưu ý cái đấy thôi em ạ, lưu ý được cái đó là được. Vâng ạ. Chứ còn cứ về là sẽ bán được, nói em nghe, không lo gì cả. Cứ không sớm thì muộn, cứ kiên trì một hồi là em sẽ bán được thôi. Nhưng mà bán thì phải dựa trên cơ sở nhận định cái mục tiêu, cái kế hoạch của mình thật là sát với thực tế. Nhận định cái đấy là nó khó ở hai mặt, một là khó ở mặt kỹ thuật, hai là khó ở mặt tâm lý. Tâm lý cái thằng leader, thằng chủ bao giờ muốn hơn, cái thằng muốn hơn thằng sẽ thằng lúc nào muốn hơn. Em trong cái quy luật quản trị nói thêm một cái lưu ý thứ tư trong ngày hôm nay mà mình kết thúc, tổng kết mình kết thúc cái buổi này. Các em cứ hỏi đấy xong thế, là cái thằng lúc nào cũng muốn tăng trưởng, thằng đấy chắc chắn sẽ chết. Cứ năm này là cao hơn năm trước, ngày này phải cao hơn ngày hôm qua, thằng đấy chắc chắn sẽ có lúc đổ. Em biết tại sao? Bởi vì các em không đầu tư gì khác, cứ muốn bào mòn hết tất cả các cái thứ mình đang có. Mình muốn tăng trưởng thì mình phải tăng cái hệ thống của nó lên chứ, đúng không? Cửa hàng chỉ có thế, con người chỉ có thế, khách hàng chỉ có thế, muốn tăng trưởng tăng ở đâu, đúng không? Em muốn tăng trưởng lên thì em phải có cái sự đổi mới, có sự mở rộng, có cái tăng trưởng cái sức của mình lên thì mình mới có thể tăng trưởng được chứ. Mức bình thường của em, các bác là 50 cân thì em phấn đấu cũng quanh quẩn lắm, chỉ được 70 cân cũng là giỏi lắm rồi.
Nghĩa là nó muốn từ 80 cân lên một tạ, đến lúc gãy lưng là chắc chắn. Đấy nói hình tượng nhưng mà nó chắc chắn là thực tế luôn. Và em để ý các cái doanh nghiệp nó cũng sẽ như thế luôn. Nếu như không thay đổi một cái gì về mặt mình không nhìn thấy được, bên ngoài không nhìn thấy được, nhưng mà trong hệ thống của em không nâng được nó lên một cái đòi thù thì lấy đâu ra, đúng không? Không có đâu. Không đơn giản như vậy. Vâng ạ. Các em còn câu hỏi đang đợi ạ. Có câu hỏi gì nữa không? Rất nhiều người bản thân mình đã chứng kiến, thậm chí cũng đã trải qua rồi nên là em rất là nhớ. Đánh được quả, kiếm được một vài tỷ, ui hoành tráng quá, đi làm cái xe thạch cảm, ba bữa sau lại thấy đứt hết, chẳng còn cái gì nữa, chết ở cái chỗ đấy. Đặc biệt là đặc thù của cái người mình là nó hay có cái tâm lý kiểu vậy, nên là mình khắc chế được nó thì tự khắc nó sẽ tốt hơn. Có bạn nào hỏi gì thêm, thầy tổng kết cái môn của mình nhé. Các bạn có hỏi gì thêm nữa không? Cái nhất là cái phần trước khi tổng kết thì cái phần mà kiểm tra rồi cái phần đề bài là thầy sẽ gửi cho bạn chia chắc sang tuần. Anh và kinh tế dược, nếu không nhầm là môn cuối nhỉ, trên nhỉ. Còn môn học môn gì nữa không? Vâng, nó là môn cuối rồi thầy ạ. Đúng rồi. Thế thì nhân tiện cái môn này thì cũng chắc là lớp xin lớp khoảng độ mấy phút để tổng kết lại thì các em nắm được về cái mặt ý tưởng ấy nhé, khái niệm ý tưởng, cái gì để tổng hợp nhất chứ không cộng trừ nhân chia nối đơn nối đôi mọc mạch vòng mạch thẳng thì nó sẽ không cần thiết và không có thời gian. Các em đi suốt một quá trình học từ đơn giản đến phức tạp, đúng không? Từ môn hóa dược, môn dược liệu, môn bào chế, đấy, môn bảo quản, lực lâm sàng, tồn trữ, đấy, xong dần dần lên pháp chế dược, xong dần dần đến cuối cùng là kinh tế dược và quản trị kinh doanh dược. Môn quản trị kinh doanh dược thì nó là môn cuối cùng nhà trường xếp, thế cho là rất là đúng rồi. Nó không gọi là nó tổng hợp, nó gọi thế, tức là mình đi một cái mạch, tức là từ dễ cho đến khó, đúng không? Từ cụ thể chi tiết cho đến khái quát tổng hợp. Đấy, về mặt kỹ thuật cho đến gần nguyên lý, cho đến đi đến mặt nguyên lý. Nên khi mình làm quản trị thì mình khi mình nắm được cái phần môn quản trị nó là cái môn tổng hợp thì mình phải từ cái mặt nguyên lý mình soi lại phần kỹ thuật. Đấy. Tất cả những môn học còn lại thì là mình đã học qua rồi thì nó sẽ đi đến một những cái bài thực hành. Đấy, những cái bài thực hành đó, bài thực hành kiểm nghiệm, bài thực hành bào chế, rồi là bài thực hành về lâm sàng, cái đơn thuốc hay cái phác đồ điều trị, hay các cái công thức sản xuất chẳng hạn, thì nó chốt lại, chốt cái đấy rồi thì nó gắn với cái môn, cái bài kinh tế dược. Đấy, em muốn làm cái gì đấy thì cuối cùng thì em phải tính là làm cái kiểm nghiệm này em mất bao nhiêu tiền. Đấy, nhập cái hóa chất thì ở đâu, bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu tiền, nhập vào cách nào. Thầy cũng đã tham gia cái nhập những cái cho viện kiểm nghiệm, có những sản phẩm mình nhập về thì mình phải đi tìm cái nguồn, yêu cầu nhà sản xuất phải tìm cái nguồn hóa chất. Đấy, chủng các cái gói combo hóa chất đấy là bao nhiêu loại hóa chất về để kiểm nghiệm được ra cái thuốc đó, và cái hóa chất đó phải nhập ở đâu, nước nào sản xuất, đúng không? Với một cái lô hàng mình kiểm nghiệm như vậy thì bao nhiêu thì đủ. Đấy, nó cụ thể nó là như thế. Và cuối cùng thì hai cái môn cuối cùng này của thầy trò mình tìm hiểu là nó tổng hợp lại để cuối cùng để ra cái mục tiêu cuối cùng của bất cứ một cái việc gì trên đời này ấy. Làm cuối cùng hiệu quả cuối cùng nó phải được quy ra là tiền, đúng không? Tiền nó thể hiện giá trị của sức lao động, có thể là thế nọ hoặc thế kia, nhưng nhà nước người ta quản lý cũng vậy và doanh nghiệp người ta quản lý rồi cuối cùng nó quy ra tiền. Nhưng phải lưu ý lại, tiền không phải là thước đo cuối cùng của tất cả mọi thứ nhé. Em đi ăn trộm cũng thể có tiền đấy, và anh cái đồng tiền đấy nó cái giá trị nó như thế nào, nó lại được phản ánh lại là cái cách thức giải quyết kiếm nó như thế nào đấy. Thì cái thứ nhất ý của thầy nói là tất cả những cái môn liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật, học thuật vân vân và đạo đức hành nghề, cuối cùng bước tiếp kế cận là để hạch toán được ra là cái việc của mình làm như vậy hết là bao nhiêu tiền, đúng không? Trong cái bài toán là giá thành sản phẩm được các thứ. Thế thì khi em biết cái đấy rồi thì em muốn kinh doanh thì em phải thành lập một cái doanh nghiệp, thì trong cái doanh nghiệp này thì nó khái quát cho các em
nắm được là mình mà là một cái pháp nhân trong một cái nền kinh tế là mình phải thành lập doanh nghiệp và những cái gắn liền với các em luôn, nó phức tạp, rất là phức tạp luôn nhé. Các em phải tìm hiểu chán. Nó liên quan đến thuế, hệ thống quản lý thuế nhà nước, liên quan đến hệ thống quản lý vốn đấy, của doanh nghiệp cũng như là kết cấu vốn của nhà nước, nó có hết nó ấy. Cách tính chi phí ra thành các em tính sai không được đâu nha, tính sai nó phạt đấy, nó trừ đấy. Quản lý giá nhà nước nó có cái nghị định liên quan đến chất lượng ngành dược, ngành vật tư y tế vân, nó có cái quy định của nó đấy. Và doanh thu lợi nhuận các em để sai cũng không được đấy. Nó chỉ trong cái giới hạn ở đấy thôi, không thể nào mà để quá được. Như nãy thầy nói là nó nằm trong cái khuôn khổ đăng ký giá, cái kết cấu giá thành, nhập vào bán ra vân vân, chúng em không để vô tội vạ được đấy. Nó xoay quanh quanh các cái quy định của nhà nước và những cái gì hợp lý thôi. Không thể nào mà mình mua một bán 10 một cách tự nhiên như trước đây được, đúng không? Và những cái cuối cùng là quản lý cung ứng, thì quản lý cung ứng rồi marketing. Quản lý cung ứng và marketing thì là quản lý cung ứng, thì đây là những cái giới thiệu về để khi mình có một cái cơ sở bán lẻ hay cơ sở bán buôn hay cơ sở xuất nhập khẩu hay là sản xuất, thì những cái các em nó phải quan tâm đến những cái quy trình mang tính kỹ thuật, mang tính quản lý cung ứng thuốc, nó mang tính về phần chuyên môn là chính ấy. Thầu, trong thầu, ngoài thầu, áp thầu, quốc gia thầu, sở y tế thầu, bệnh viện vân vân, nó là nằm trong hệ thống chuyên môn về hoạt động mua sắm tập trung của nhà nước đấy. Một phân phối thì nó là luật doanh nghiệp vân vân, nó phải thực hiện theo một số những cái nền tảng của nó là như vậy, đúng không? Và marketing dược phẩm nó cũng phụ thuộc vào khá nhiều những cái mà quy định quảng cáo của không có quảng cáo em quảng cáo chết ngay, đúng không? Cái đấy phải đăng ký trên chỗ bộ phận quảng cáo thuốc, nó chỉ cho phép quảng cáo được cái gì thôi chứ không phải là hoặc giới thiệu cái gì ở trong cái sản phẩm của các em thôi, chứ các em không phải vô tội vạ được đấy. Chốt lại phần này đầu tiên là các bạn muốn làm được thì cái phần chuyên môn từ nhỏ cho đến từ môn này cho đến môn kia các bạn phải nắm cho nó tương đối tốt nào. Và hai là các bạn phải tuân thủ các cái quy định của pháp luật. Đấy là hai cái đầu tiên thì nói là thế, chuyên môn phải học và thực hành là phải tuân thủ pháp luật. Và cái thứ ba là cái kỹ năng về mặt giao tiếp để liên hệ vân vân. Đấy là cái mà phần cơ sở đầu tiên. Nhưng cái môn cuối cùng của các em là môn quản trị. Cái thầy muốn chia sẻ với các em là môn quản trị là môn chốt lại cho tất cả mọi người, mà cho tất cả mọi nghề, chả riêng thì nghề dược ấy. Đúng không? Các cái nguyên lý trong quyển sách này của các bạn chẳng qua viết thêm cái chữ dược cho nó để cho gọi là dược thôi, chứ nó cũng đúng với tất cả mọi ngành đấy, chứ không chỉ riêng thì ngành dược đâu. Nên là ngành dược thì bắt đầu tôi mới giới thiệu cho các bạn cách thức để quản trị là như thế nào. Đấy. Quản trị thì đầu tiên là quản trị là cái gì, các bạn hiểu quản trị là cái gì đã, đúng không? Là những cách thức đạt được cái mục tiêu, đạt được cái mục đích của mình trên cơ sở cái điều kiện mình đang có đây này, chứ không phải là trên cơ sở con của ông nọ bà kia, đúng không? Hay con của một nhà đại tư sản thì cái mục tiêu của mình là phải khác. Và mà con trên cái điều kiện như em thì vừa rồi nói em đang học làm xây dựng, chắc là tích lũy được ít tiền, em muốn chuyển đổi sang một cái việc khác là làm dược, thì em phải căn cứ vào đây. Đấy là dạy cho các em là muốn chuyển sang như vậy thì các em phải làm cái gì, hết là đánh giá cái nguồn lực của mình, tiền bạc, quan hệ, kinh nghiệm, định lượng của mình hiện tại đang có cái gì, và những cái mà cuối cùng cái hiểu biết của em về cái ngành đó thì đã có được bao nhiêu, và cái mục tiêu đặt ra trong cái với một điều kiện như vậy thì em nên đặt ra mục tiêu như là có thể em chưa cần mở nhà thuốc ngay mà có thể em đi làm trình dược, hoặc có thể em đi làm cung ứng cho một số nhà thuốc, hoặc em có thể chung, hoặc là đứng bán hàng, hoặc vân vân, còn đi làm trình dược một hồi để em quen cái việc đó, thu thập thêm nhiều thông tin. Đấy là tùy mình. Thế thì mình, nếu mà mình có một cơ sở sẵn rồi thì hoặc là và định vị là sao, là như nếu như mà vợ cũng làm cùng nghề nữa, hay vợ có điều kiện hoặc người nhà có điều kiện, thì mình có thể mở và để duy trì nó một cách thật là ổn định chắc chắn đấy. Thì định vị thế là quản trị này, thì để quản trị đã ra thì nó mới đẻ ra là để muốn làm được cái việc định vị của mình thì nó đưa ra các cái phương pháp phân tích, đúng không? SWOT, SMART, 3C, 7S, rồi là vân vân đấy, bảy cái phương pháp đấy. Thì các em đọc từ đầu đến cuối cái giáo trình này thì nó đã các cái bài tập cụ thể nó ra là nó vẽ cho các em
thì nó nêu cho các em những cái nội dung mặc dù nó rất ngắn gọn căn bản đấy, nhưng thầy cho nó rất là quan trọng nếu như người ta nhập tâm nó, và để khi nào nó thành là cái gì, nó như kiểu như là thành một cái nó thành một cái kỹ năng của riêng của bản thân mình, nó phải xào đi xào lại nhiều lần, xào đi xào lại rất là nhiều lần, đúng không? Phân tích hiện tại thì lựa chọn cái phương án quản trị. Đấy, lựa lại một cách quản trị của mình là phụ thuộc hoàn toàn vào cái điều kiện của mình. Anh có cái điều kiện đấy rồi thì mình mới lựa chọn cái trường phái quản trị đặc trưng hoặc là tổng hợp là do mình, đúng không? Đấy, chứ không phải là chỉ mình à thế thằng kia nó làm thế hay lắm mình bắt chước, nó không bao giờ có. Nếu học quản trị và học kinh doanh không bao giờ bảo thứ nó làm như vậy mình làm giống như nó, mình sẽ làm giống như nó thì sẽ được, không bao giờ có chuyện đó nha các em, nghĩ thế là sẽ sai hoàn toàn. Mình học nó và mình vận dụng vào cái của mình thôi đấy, và mình phải cố gắng tìm cái sự khác biệt chứ đừng có nó làm như vậy mình làm giống y hệt như nó thì không hoàn toàn như vậy, nhưng nguyên lý của nó thì chưa chắc nó đã hơn mình đấy, mình phải hiểu như thế. Mình nói thì đấy, nhưng mình làm chưa chắc nó làm hơn mình thì mình hiểu như thế, đúng không? Thế thì những cái đấy là mình đã chọn phần của mình, sau khi đánh giá xong mình lựa chọn mình là thằng nào và làm nên như nào là phù hợp nhất đấy. Thì đến khi đó thì mới là mới hoạch định đấy, cái bài phải hoạch định xong thì bắt đầu mới thiết lập cái cơ cấu tổ chức của nó đấy. Thiết lập cơ cấu tổ chức của nó thì có cơ cấu tổ chức thì phải có cái thằng vận hành nó hàng ngày, ba thằng hai thằng trở lên là phải có một thằng rồi, thế thì vận hành rồi đó. Thì mà nếu mà là một mình cũng phải có vận hành, mình vận hành cái thằng mình, là vận hành cái thằng mình thực ra là khó nhất đấy các bạn ạ. Đấy, sau đó thì vận hành xong được có cái sự kiểm soát. Mình không có thằng nào kiểm soát thì mình tự kiểm soát của mình đưa ra mục tiêu nhưng mình làm không được. Lẽ ra là mình phải 7 giờ mình dậy nhưng mà 9 giờ mình dậy hết sai rồi, trừ điểm mình đi, đúng không? Đấy, thì hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra là bốn cái bước đó. Là bốn bước lặp đi lặp lại trong quá trình đấy thì có cái phần mà nhấn mạnh ở trong đấy là cái phần tổ chức lao động. Đấy, vì chúng ta là còn là cái quy mô nhỏ, đúng không? Nhất là nhà thuốc nó chỉ có vài người thôi. Vài người thì tưởng là đơn giản nhưng mà để lựa chọn nó để phù hợp nó lại khó. Nghìn người thì thay nó vài người nó dễ, nhưng mà chỉ có vài người thay vài người thì hết à. Đấy. Đấy, thế nên là cái phần hoạch định và phần các cái phần ra quyết định thì mình đã trao đổi rồi, nhưng mà đặc biệt lưu ý cái phần mà nhân sự và tổ chức cái phần mà đại thầy nói bốn cái lưu ý thì các bạn nên xoáy quanh cái đấy. Sau khi thiết lập xong rồi phần còn lại là cái phần tổ chức và vận hành nó làm sao để nó thành một bộ máy nhé, nó thành một bộ máy, dù là một nhà thuốc hay một quầy thuốc chỉ có một hai người làm nó cũng thành một cái bộ máy. Bộ máy đó được thiết lập làm sao để cho nó chạy được, đầu tiên nó phải chạy được đã, tức là khi bạn giống như một cái xe máy, khi đề cái nó phải chạy được, nổ máy đã, vào số nó bánh nó phải chạy đã. Đấy, đầu tiên là như thế, xong dần dần mới chỉnh trang để nó vừa là chạy đều, chạy êm, chạy nhanh, đúng không? Phải có, và đến bắt đầu là được đồng thời với nó là có cái phần phanh còi, phần an toàn. Phần phanh còi nó là thiết kế sau, thì nó phải chạy được đã mới nghĩ đến phần phanh còi. Cũng giống như nãy thì nói với bạn gì đó là mình phải thiết lập nó để hoạt động được đã, sau đó đính phần rủi ro. Phần rủi ro rất quan trọng, nhưng mà để cạnh nó ra bên thì các bạn mới có thể làm cái phần kia tốt được, chứ không bạn như bạn vừa rồi nói ra đường bây giờ học làm bây giờ nó cạnh tranh thế thì bán chẳng thua, hoặc là nó cạnh tranh thì mình bán thì chắc là chẳng có lãi đâu, chẳng ấy được, thì chưa làm đã nghĩ như vậy sẽ không làm được. Đấy, cái nguyên tắc tích cực là nếu mà chưa làm đã nghĩ là à mở ra bây giờ xung quanh nó 10 nhà thuốc thế mình bán gì nữa, thế thì không ăn thua thì sẽ không có lãi. Thế thì nếu mà làm quản trị mà chưa làm đã nghĩ như vậy là sẽ rất là khó làm. Thế thì muốn chia sẻ lại là trước hết là phải có cái tư duy tích cực, và hai là đối với bản thân mình như đối với nhân viên mình phải có cái sự điều chỉnh, đừng có theo cái chủ nghĩa dân túy là mẹ thằng chủ kia nó cắt lương của nhân viên thì mình cũng cắt lương của nó thì là chết ngay, đúng không? Mình có cái khác, và cái đấy là xu thế tốt hiện đại, động viên lãnh đạo phục vụ đấy là một chị để làm được cái việc đó. Hai cái việc đó, tích cực và phục vụ, là xu thế hiện đại bây giờ, chứ không phải là các bạn ngồi giống như là thời bao cấp nữa, có nên làm lãnh đạo ngồi ghế bành to bàn to tướng xong bắt đầu khệnh chân xong là hò hét, không phải đâu. Nó phải nói như cái bạn vừa rồi nói là bạn muốn tạo một cái nhân viên đấy, trước hết là duy trì nó, và hay là đào tạo nó, hướng dẫn nó, cũng lại phải có cái phương án làm sao để cho người ta tiếp thu, người ta ấy được, nhưng không phải là ra mệnh lệnh hay là một cái gì đó nó sẽ
tạo ra một không khí, nhất là trong một cái nhà thuốc nó chỉ có mấy người mà không khí nó căng thẳng quá, các bạn đào tạo nhân viên các bạn là người ta sẽ không muốn tiếp thu ba bữa, người ta muốn đi ngay, đúng không? Nhưng các bạn là tuyển dụng lại phải lựa chọn, nếu các bạn tuyển dụng nữ mà lại chủ yếu là nữ thôi mà lại có chưa có gia đình ba nữa lấy chồng lên mùa con trải, các bạn làm sao giữ nổi, đúng không? Thì cái lựa chọn cái nhóm nhân sự thì các bạn phải lựa chọn ngay ban đầu, lựa chọn làm sao có khả năng nó ổn định được. Nhưng tốt nhất như bạn Nam Anh hay anh Văn Anh hay là anh Văn vừa rồi á, thì thầy nghĩ là như tầm điều kiện của em thì tốt nhất là vợ chồng nếu mà quyết tâm làm đấy, vợ chồng tự làm, có thể chưa làm ngay, đi học việc cái đã, đi làm thuê học việc cái đã, nhưng trong vòng đôi ba năm nữa tự làm, thì thầy nghĩ đấy là cái phương án vừa tốt vừa chắc chắn nhất đấy, chứ còn chả sợ gì mà không mở cả nhé, mở được hết. Vâng ạ. Vâng. Thì chắc là thầy sẽ kết thúc cái môn này ở đây.